Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 144. Triệu Thanh Thanh cười như không cười nhìn chằm chằm Chu lão sư, chậm rãi hỏi, thứ đồ này là lấy từ két sắt trong nhà ngươi, ngươi lại nói không biết là thứ gì. Đồ trong két sắt nhà ta. Sắc mặt Chu lão sư bỗng thay đổi, chỉ vào Triệu Thanh Thanh, các ngươi có quyền gì mà làm như thế? Các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, đây là xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Chúng ta có quyền làm như thế hay không, không cần ngươi quan tâm. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, nhưng ngươi tốt nhất nên giải thích một chút, thứ này là gì, vì sao lại xuất hiện trong két sắt trong nhà ngươi? Còn nữa, tại sao ngươi lại phát thứ này cho học sinh của mình? Sắc mặt Chu lão sư thay đổi mấy lần, cắn răng nói, tại sao ta lại phải nói? Ta có quyền im lặng không cần trả lời. Không, ngươi không có. Triệu Thanh Thanh cố nén lửa giận trong lòng. Chỉ vào Chu lão sư, chủ động khai ra, đây chính là cơ hội chuộc lỗi duy nhất của ngươi. Ta khuyên ngươi nên trân trọng cơ hội tốt nhất này. Chuộc lỗi, Chu lão sư mỉm cười, nói với Triệu Thanh Thanh, ngươi nói nghe buồn cười thật, chẳng lẽ ta đã phạm tội gì sao? Các ngươi vô duyên vô cớ xông vào phòng làm việc của ta, bắt ta đến đây, còn lén xâm phạm phòng riêng của ta, lục lọi đồ đạc của ta, các ngươi còn bảo ta chuộc tội. Sau khi Tử Nhi ăn thứ này của ngươi, lập tức phát bệnh, suýt chút nữa mất mạng. Triệu Thanh Thanh nhìn không nổi nữa, tức giận nói, nếu những bạn nhỏ khác ăn vào, 2-3 năm sau sẽ sinh nghiện, não bị thuốc ảnh hưởng, biến thành phế nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có tội hay không? Không thể nào, Chu lão sư lập tức lắc đầu, thề thốt phủ nhận, mấy thứ này chỉ là đồ ăn vặt bình thường, lại còn là thương hiệu lớn, làm sao có vấn đề cơ chứ? Nếu là thương hiệu lớn, vì sao trên bao bì lại không có nhãn hiệu? Triệu Thanh Thanh không khỏi hỏi lại, vì sao ta không tìm thấy những thứ này trên thị trường? Chu lão sư ấp úng hơn cả nửa ngày cũng không nói ra được lý do. Ta thấy biểu hiện của ngươi, hẳn ngươi cũng không biết thứ này nguy hiểm. Triệu Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi nói, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi chủ động khai ra ngươi lấy những thứ này ở đâu, là ai bảo ngươi phát cho học sinh, ta sẽ không làm khó ngươi. Tử Nhi thật sự phát bệnh sao? Chu lão sư không trả lời mà hỏi ngược lại. Triệu Thanh Thanh gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng con bé đã được cấp cứu kịp thời, đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, vừa mới ngủ thiếp đi. Nếu như chậm một chút, con bé sẽ mất mạng. Ta không biết, ta thật sự không biết nó nguy hiểm đến như thế. Chu lão sư không kìm được, bỗng khóc lớn lên, hắn ta nói công ty của hắn ta sắp ra mắt sản phẩm đồ ăn vặt mới, muốn mấy đứa bé nếm thử trước, thăm dò mức độ hoan nghênh. Hắn ta không hề nói nó có bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn ta là ai? Triệu Thanh Thanh cũng không quan tâm nội dung khác. Hắn ta là, Chu lão sư do dự, nhìn Triệu Thanh Thanh một chút, nếu ta nói ra, ngươi có thể buông tha cho hắn ta không? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói, đây không phải việc nhỏ, chính ngươi có thể thoát thân hay không còn là vấn đề, ngươi còn đi bảo vệ người khác. Nếu ngươi không nói, để hắn ta truyền ra những thứ này, chỉ sợ sẽ càng có nhiều đứa bé gặp nạn hơn. Đến lúc đó, người có chết muôn lần cũng không chuộc tội lại được. Chu lão sư cắn môi, ánh mắt đảo xung quanh, cuối cùng thở dài nói, hắn là Quản Thiên Thiếu, là bạn trai của ta, cũng là giám đốc sản phẩm cho một công ty thực phẩm. Triệu Thanh Thanh hỏi tiếp, công ty đó tên gì? Hắn ta đang ở đâu? Hình như là công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Diệu Diệu. Chu lão sư không còn do dự nữa. Đáp ngay, hiện tại hắn ta đang ở tiểu khu Thiên Bình, nhưng khả năng đó chỉ là một trong những bất động sản của hắn ta mà thôi. Hắn ta và vợ con của mình ở đâu, ta thật sự không biết. Hắn ta nói, chỉ cần ta giúp hắn ta hoàn thành vụ kinh doanh này, hắn ta sẽ ly hôn vợ, sau đó kết hôn với ta. Nói xong, không biết vì sao nàng lại che mặt khóc. Bây giờ không phải là lúc để khóc, nhất định phải nhanh chóng tìm ra người này. Tuyệt đối không được để mấy thứ đó lưu thông trên thị trường. Ngươi nhất định phải hành động cùng với ta. Chu lão sư khóc một hồi, hình như vẫn còn chưa chịu từ bỏ, vội hỏi Triệu Thanh Thanh, những thứ này thật sự nguy hiểm cho trẻ con sao? Sau khi mấy em trong lớp ăn qua, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tất cả đều bảo rất ngon. Đây là một loại gây nghiện, riêng chuyện này thôi cũng đủ nguy hiểm rồi. Triệu Thanh Thanh hơi tức giận nói với Chu lão sư, mấy thứ đồ không rõ lai lịch này ngươi cũng dám cho con nít ăn, ngươi đúng là ngu quá mà. Chu lão sư bị mắng đến choáng váng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kiên định nói, được, ta giúp ngươi tìm hắn ta.
Ta cũng muốn biết tại sao ta tốt với hắn ta như vậy, hắn ta lại hại ta. Nói xong, nàng rút điện thoại di động, bấm một dãy số. Triệu Thanh Thanh đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn Chu lão sư, đồng thời cho người điều tra tín hiệu điện thoại. Cho dù Chu lão sư mật báo cho đối phương, nàng cũng có thể tìm ra được đối phương. Thủy Tạ Thiên Cư là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất, bí mật nhất, xa hoa nhất, nổi tiếng nhất ở Kinh Thành. Người ra vào chỗ này không phú thì quý, hơn nữa còn không phải có tiền là vào được, nhất định phải được ba lão hội viên mời thì mới có tư cách vào trong tiêu phí. Nếu muốn trở thành hội viên chính thức, chương trình lại càng phức tạp, xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Hàng năm, câu lạc bộ chỉ tiếp nhận nhiều nhất 10 hội viên mới mà thôi. Lúc này, Quản Thiên Tiếu đang ở bên trong một căn phòng cao cấp của Thủy Tạ Tiên Cư, trò chuyện rất vui vẻ với ba đại lão, hầu hạ chính là mấy tiểu hoa đán mới nổi trong ngành giải trí. Ví dụ như, người đang ôm chặt hai bên Quản Thiên Tiếu chính là hai nữ chính của bộ phim web drama đình đám gần đây Thiên Mạc Phồn Tinh Song Sinh Hoa, cũng là hai tiểu hoa đán được công ty quản lý giải trí hàng đầu Thanh Đằng nâng đỡ. Một người họ Thang, một người họ Lương, cả hai đều có gương mặt vê lai thịnh hành. Tuy dáng người rất đẹp nhưng không biết có phải đồ thật hay không. Tiểu quản, người quá câu nệ rồi. Một thanh niên nhìn khá quê mùa ngồi ở vị trí chủ vị, hai tay cũng ôm hai nữ nhân xinh đẹp, có cặp song sinh mới trong làng giải trí uống rượu với ngươi còn không vừa lòng sao. Quản tiên sinh nhà có hiền thê, lại mới thua một nữ lão sư làm tình nhân, tình trường đắc ý, đương nhiên chướng mắt những nữ nhân có vị phong trần giống như chúng ta rồi. Một nam nhân trung niên mập mạp cười ha hả, lên tiếng trêu chọc. Người này xuất thân từ diễn viên hài kịch, về sau làm ăn kiếm được món lời lớn, cho nên mấy năm qua rất ít khi đóng phim. Giải trí Thanh Đằng là do ông ta cùng với người thanh niên trước mắt đầu tư chung. Im lặng là bởi vì Quản Thiên Thiếu thật sự không hiểu. Hắn ta chỉ là một giám đốc sản phẩm nho nhỏ của một công ty thực phẩm, vì sao lại được hai vị đại lão của ngành giải trí nhìn chúng. Hắn ta thật sự không hiểu rõ cho lắm. Đáng ghét, Mã lão sư, người nói ai có mùi phong trần thế. Lương Tiểu Hoa là nữ nhân nhỏ nhắn, thanh tú. Lúc này, nàng ta làm ra vẻ giận dữ, người ta chỉ trang điểm đậm một chút thôi mà, lần trước ngươi còn khen người ta thanh thuần giống em gái nhà bên nữa mà. Là vì trước đó ta còn chưa hưởng qua mùi vị của ngươi. Mã lão bản đột nhiên cười lên, nhướng mày nháy mắt, tiểu quản, ngươi cứ yên tâm mà hưởng thụ đi. Kỹ thuật của Tiểu Lương và Tiểu Thang không tệ, hay là ngươi sợ vị Chu lão sư kia ăn dấm? Không có chuyện đó đâu, Quản Thiên Thiếu lập tức phủ nhận, vô cùng tự hào nói, nữ nhân kia đã bị ta mê hoặc. Nàng ta biết rõ ta đã có vợ nhưng vẫn còn dây vào ta, điều này đã nói rõ vấn đề. Như vậy mới đúng, Kim Đại Thiếu tán thưởng nhìn Quản Thiên Thiếu, nam nhân sao có thể để nữ nhân chế trụ, muốn làm gì thì làm chứ. Quản Thiên Thiếu dần dần thả lỏng. Hai tay bắt đầu không kiêng kỵ trêu hai cô gái Lương, Thang phải hờn dỗi, bầu không khí ngày càng trở nên náo nhiệt. Còn lại một người, nhìn qua khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, tóc tai chải cẩn thận, là một trong những thần tượng tiểu thịt tươi cực thịnh mấy năm trước. Gần đây, nhân khí của hắn ta không còn như lúc trước, cho nên hắn ta rất ít khi lộ diện. Hắn ta giữ mình rất trong sạch, sống khép kín, không hề thấy có bạn gái. Cao Diệu Dương, ở đây mà ngươi còn làm bộ. Không nể mặt bổn thiếu à? Người thanh niên trẻ tuổi nhìn không quen, lạnh giọng nói. Kim ca, ta không có ý đó. Nam tử cao lớn sợ hãi khoát tay. Mã lão bản lập tức hòa giải, cười nói Kim thiếu hiểu lầm rồi, không phải hắn ta giả vờ đâu, mà là hắn ta không giỏi chuyện này. Không giỏi chuyện này, thế hắn ta giỏi chuyện nào? Kim đại thiếu bất mãn nói. Mã lão bản nháy mặt ra hiệu cho Kim đại thiếu, cũng không nói gì nữa. Ban đầu Kim Đại Thiếu còn cảm thấy khó hiểu, nhưng về sau đã lập tức lĩnh hội ra, cười ha hả, sao không nói sớm. Bên trong Thủy Tạ Thiên Cư này cái gì mà không có. Ta lập tức cho người gọi đến ngay. Rất nhanh, cửa phòng được đẩy ra, hai mẫu nam anh Tuấn bước vào, tự nhiên ngồi bên cạnh Cao Diệu Dương. Quả nhiên, Cao Diệu Dương thoải mái hơn nhiều. Cho nên, người muốn cái gì cứ nói thẳng là được, bổn thiếu đều có thể thỏa mãn các ngươi. Ánh mắt Kim Đại Thiếu hiện lên sự đắc ý, nói với Quản Thiên Thiếu, ngươi cũng vậy, tiểu quản, hãy cố gắng làm việc cho bổn thiếu, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu phần ngươi. Nếu không, dựa vào tiền lương của ngươi, nuôi vợ con còn quá sức, đâu còn dư mà bao nuôi nữ lão sư xinh đẹp nữa chứ. Quản Thiên Thiếu mỉm cười gật đầu,
vừa cung kính vừa sợ hãi nói, Kim Thiếu nói đúng, cũng may mà có Kim Thiếu, ta mời ngươi một ly. Ha ha, dễ thôi mà. Kim Đại Thiếu uống một ly rượu, quả nhiên hứng thú hơn, tiểu quản, những thứ mà ta dặn ngươi làm như thế nào rồi? Ta đã dựa theo phương thức mà Kim Đại Thiếu cung cấp, sản xuất được 10 vạn bao, hiện tại đang cất bên trong kho hàng ở Bắc Cảng, có thể giao hàng bất cứ lúc nào. Quản Thiên Thiếu ngồi nghiêm chỉnh lại, đáp lời. 10 vạn bao, Kim Đại Thiếu có chút không hài lòng, ngươi hãy gia tăng công suất lên, bảo công ty ngươi nhập thêm mấy dây chuyền sản xuất nữa, tăng giờ làm việc trong đêm, trong vòng 3 ngày sản xuất cho ta 100 vạn bao. Điều này sợ là hơi khó. Quản Thiên Thiếu ngượng ngùng nói, ta chỉ là quản lý sản phẩm, không phải ông chủ, chỉ sợ không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, sau đó, Quản Thiên Thiếu cũng không nói nữa, bởi vì đến tận bây giờ Kim Đại Thiếu vẫn chưa giao cho hắn ta một đồng tiền hàng nào. Hắn ta thật sự không dám gánh phong hiểm lớn đến như vậy. Bằng không, làm gì có công ty nào ngại tiền phỏng tay chứ? Đừng nói 100 vạn bao, có nhiều hơn nữa cũng sẽ cố tăng giờ làm việc. Vậy ngươi làm ông chủ công ty đi, Kim Đại Thiếu vung tay lên, hào khí vượt mây, chuyện có gì to tát chứ? Cần tiền phải không, bổn thiếu lập tức chuyển cho ngươi. Quản Thiên Thiếu mỉm cười xấu hổ, Kim Thiếu, ý của ta không phải như vậy. Mã lão bản ở bên cạnh phụ họa, tiểu quản, ngươi đừng nghi ngờ, thứ này tuyệt đối bán chạy. Webdreamer của chúng ta đã lên sóng, mức độ phổ biến vẫn cao. Những hạt giống rượu huyết này chính là đạo cụ quan trọng nhất vào giai đoạn trung và hậu kỳ. Chờ những tập phim đó lên sóng, chúng ta kiếm được nhiều tiền, người cũng có canh mà ăn, không phải sao? Quản Thiên Thiếu nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng vẫn do dự, tại sao lại phải đưa cho mấy đứa bé ăn thử trước? Ồ, là cái này à? Mã lão bản mỉm cười, thuận miệng giải thích, đương nhiên thức ăn vặt sẽ phù hợp với khẩu vị của mấy đứa con nít. Ta bảo ngươi đi phát cho chúng nó chính là muốn điều tra trước. Chúng ta không thể đánh mà không chuẩn bị gì cả. Ở đâu ra mà nhiều lời nói nhảm như thế? Kim Đại Thiếu trừng mắt nhìn Quản Thiên Thiếu, còn nữa, bây giờ là lúc đang thư giãn, cũng đừng nhắc đến công việc, nghe mệt hết cả người. Quản Thiên Thiếu không khỏi cảm thấy oan ức, không phải do ngươi nhắc đến trước sao? Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Quản Thiên Thiếu reo lên. Hắn ta lấy điện thoại ra xem. Không khỏi ồ một tiếng. Thế nào, vợ kiểm tra à, có cần chúng ta hỗ trợ ứng phó không? Mã lão bản mỉm cười trêu chọc. Quản Thiên Thiếu hơi nghi hoặc, là Chu lão sư. Bây giờ đã là nửa đêm, nàng ấy không bao giờ điện thoại cho ta vào lúc này. Mã lão bản và Kim Đại Thiếu vô thức nhìn nhau một cái, sau đó hờ hững nói, không có việc gì đâu, đoán chừng là nhớ ngươi thôi, ngươi nghe máy đi. Nếu sợ âm thanh ảnh hưởng, người có thể ra ngoài nhà vệ sinh mà nghe. Nơi đó hiệu quả cách âm không tệ. Quản Thiên Thiếu lúng túng gật đầu, sau đó đến phòng vệ sinh. Alo, Chu Chu à, tại sao lại gọi cho ta vào lúc này? Xảy ra chuyện gì sao? Quản Thiên Thiếu vỗ mặt, ý cười biến mất, sau đó mới bắt đầu nghe điện thoại. Chu lão sư đi thẳng vào vấn đề, người đang ở đâu vậy? À, ta đang ở đâu? Quản Thiên Thiếu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh hắn ta đã chấn định lại, đương nhiên là ở nhà rồi. Ngươi hỏi làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn sang sao? Đúng, bây giờ ta muốn gặp ngươi. Chu lão sư lạnh giọng nói, nếu ngươi đang ở nhà, nửa tiếng sau ta sẽ có mặt ở nhà ngươi. Bảo bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản Thiên Thiếu cảm giác không ổn, thái độ càng thêm thân thiết, ngươi mau nói cho ta biết đi, đừng để ta phải lo lắng theo, được không? Như vậy đi, để ta đến tìm ngươi. Thái độ của Chu lão sư cương ngạnh lạ thường, không sao, dù sao nửa tiếng nữa, ta nhất định phải gặp được ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì? Quản Thiên Thiếu có thể xác định đã có chuyện xảy ra. Nếu không, thái độ của Chu lão sư sẽ không như vậy. Lúc này, bên trong điện thoại di động đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ, ngươi đang ở Thủy Tạ Thiên Cư. Ngươi, tại sao ngươi biết? Quản Thiên Thiếu giật mình, lập tức phủ nhận, dĩ nhiên không phải rồi. Ta đang ở nhà, ngươi là ai? Tại sao Chu Chu lại đi với ngươi? Giọng nữ nhân xa lạ kia vô cùng lạnh lẽo, ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ chạy trốn. Chúng ta sẽ đến đó ngay, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta là ai. Ngươi, Quản Thiên Thiếu đang định nói cái gì đó, điện thoại đã bị cúp. Quản Thiên Thiếu cảm thấy khó hiểu, gọi lại lần nữa nhưng đối phương đã tắt máy. Làm sao vậy?
Bị tiểu tình nhân phát hiện à? Mã lão bản thấy sắc mặt như bị táo bón của Quản Thiên Thiếu, không khỏi trêu một câu. Quản Thiên Thiếu do dự 2-3 giây, sau đó nói, hình như bên chỗ của nàng xảy ra chuyện. Một nữ nhân thì có thể có chuyện gì chứ? Kim Đại Thiếu có vẻ không kiên nhẫn, ngươi không cần để ý đến. Nhưng có một nữ nhân rất lạ, nàng ta chẳng những đoán được ta đang ở Thủy Tạ Thiên Cư, mà còn nói sẽ đến đây. Quản Thiên Thiếu hơi sợ hãi, Chu lão sư đang ở trong tay nàng ta, cũng không biết nàng ta có phát hiện được thứ gì không. Có gì mà phát hiện chứ? Chúng ta chỉ bán thức ăn vặt, chẳng lẽ cũng phạm pháp? Kim Đại Thiếu vẫn lơ đễnh như cũ, khoát tay nói, hôm nay chúng ta ra ngoài thư giãn, ca hát nhảy múa. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm, ai cũng không thể bắt được ngươi. Dầm! Cửa phòng bị người ta đạp đổ. Một mỹ nữ tư thế hiên ngang mang theo một số người xông vào, lên tiếng, ai là Quản Thiên Thiếu? Ta chính là Quản Thiên Thiếu. Không biết vì sao, khi Quản Thiên Thiếu nhìn thấy ánh mắt của mỹ nữ, hắn ta không tự chủ được mà giơ tay. Bắt lại, mang đi. Mỹ nữ không hề do dự, ra lệnh cho người đằng sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kim Đại Thiếu phát hiện mình bị lơ, không khỏi giận dữ, khoan đã, con mẹ nó, ai cho phép ngươi đi? Ngươi là ai? Lúc này, mỹ nữ mới đưa mắt nhìn Kim Đại Thiếu, thản nhiên hỏi. Ta còn chưa hỏi ngươi là ai? Kim Đại Thiếu đứng dậy, chỉ vào mỹ nữ mắng to, trước mặt lão tử, ngươi lại dẫn bạn của lão tử đi, ngươi có hỏi qua ý kiến của lão tử chưa? Mỹ nữ mỉm cười, lão tử như ngươi có rất nhiều, nhưng cho dù thiên hạ này là của lão tử ngươi cũng vô dụng thôi. Ngươi, ta nhất định phải mang đi, có ý kiến gì thì cũng phải kìm lại cho ta. Kim Đại Thiếu bị chọc giận, tay vẫn chỉ vào mỹ nữ chất vấn, thái độ này của ngươi là gì? Ngươi có biết bổn thiếu là ai không? Ngươi còn muốn lăn lộn ở kinh thành nữa không? Vậy ngươi nói đi, ngươi là ai? Mỹ nữ mỉm cười, ta xin rửa tai lắng nghe. Mã lão bản hợp thời chen vào, khuyên can vị mỹ nữ tuyệt sắc, vị mỹ nữ này, ta không cần biết ngươi là ai, tốt nhất ngươi nên xin lỗi rồi rời đi. Nếu ngươi chọc giận Kim công tử, ngươi bao gồm cả người nhà ngươi sẽ đại họa lâm đầu. Ồ, lai lịch lớn như vậy sao? Mỹ nữ tuyệt sắc làm ra vẻ giật mình, hỏi tiếp, nhưng nói nãy giờ, ta còn chưa biết vị Kim công tử này là ai. Ngươi, sắc mặt Kim Đại Thiếu trở nên khó coi. Hắn ta chưa từng gặp phải người không thức thời như vậy. Nếu không phải người này quá xinh đẹp, hắn ta đã sớm gọi bảo an đến đánh chết ngay tại chỗ, sau đó ném vào trong hồ ở sân sau. Vị này chính là Tam Thiếu gia Kim gia ở Kinh Thành, tên Kim Tử Đa. Mã lão bản kiêu ngạo nói, bây giờ, hắn ta là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Thanh Đằng. Mỹ nữ, ta thấy người rất xinh đẹp, người có muốn vào công ty chúng ta không? Ta cam đoan người sẽ nổi tiếng, trở thành đại minh tinh siêu cấp, tuyệt đối không thua kém Triệu Vũ Cơ năm đó. Ha ha, người muốn mời ta tiến vào ngành giải trí. Mỹ nữ tuyệt sắc bỗng nhiên phá lên cười. Quay sang nói với một người thanh niên trẻ tuổi lười biếng ở phía sau, sư phụ, người có nghe hay không? Ông ta nói ta không hề thua kém Vũ Cơ tỷ tỷ kia. Người thanh niên lười biếng ngáp một cái, thanh thanh nha đầu, người đừng nghe mấy tên này nói hưu nói vượn nữa. Người thua kém vợ đại yêu tinh rất nhiều. Này, sư phụ, người đừng có hạ thấp ta như thế. Mỹ nữ tuyệt sắc phàn nàn. Hai người này chính là Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên. Bọn họ thông qua tín hiệu điện thoại Chu lão sư, phát hiện định vị phát ra từ một khu ăn chơi nổi tiếng, Thủy Tạ Thiên Cư. Người kinh thành đều biết được thân phận thần bí của ông chủ đằng sau Thủy Tạ Thiên Cư, mánh khóe thông thiên. Ngay cả những tên hoàn khố nổi tiếng cũng không dám gây chuyện ở đây. Nhưng Triệu Thanh Thanh mặc kệ, nàng sợ Quản Thiên Thiếu chạy trốn, vì thế nàng đã cùng với Hạ Thiên và một đám thành viên Thiên Đạo Tổ vội vàng chạy đến Thủy Tạ Thiên Cư. Cảnh giới nơi này rất cao. Ngay ngoài cổng đã có 8 nhân viên bảo an canh giữ. Người không có thẻ hội viên sẽ không được phép tiến vào. Đáng tiếc, mấy người này đối với Triệu Thanh Thanh chỉ là bài trí. Chưa đến một hiệp, đám bảo an đã bị Triệu Thanh Thanh tạm thời phế đi sức chiến đấu, ném sang một bên. Sau đó, nàng ra lệnh cho thành viên Thiên Đạo Tổ đến quầy lễ tân, từ trong thông tin giao dịch tìm được tin tức có liên quan đến Quản Thiên Thiếu, lập tức dẫn đầu vọt vào một căn phòng ở lầu 6. Tác phong không hề quan tâm, không hề kiêng kỵ là cùng một lò với Hạ Thiên. Về phần hậu quả gì,
ảnh hưởng gì, chúng hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Dù sao, đến lúc đó ai có ý kiến thì đánh người đó, đánh đến khi không có ý kiến nữa thì thôi. Có thể nói là thô bạo, muốn làm gì thì làm. Mấy chữ này là phong cách làm việc, làm người nhất quán của Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh là đồ đệ của Hạ Thiên, tất nhiên sẽ kế thừa phương thức làm việc này, nhưng nàng vẫn có chỗ thu liễm hơn. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Kim đại thiếu nghe mỹ nữ tuyệt sắc gọi Triệu Vũ Cơ là tỷ tỷ, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Ta tên Triệu Thanh Thanh, về phần thân phận thì ta không thèm nói với ngươi. Triệu Thanh Thanh chỉ quản Thiên Tiếu, còn ta đến đây để làm gì? Người này liên quan đến một vụ án, ta muốn dẫn hắn ta về điều tra. Họ Triệu, chẳng lẽ là người của Triệu gia, lại còn là cảnh sát? Kim đại thiếu thở phào trong lòng, thử thăm dò, Triệu Đức Vũ, Triệu cục trưởng của cục thành phố là thế giao với nhà của ta, người thả bạn của ta ra. Nếu ông ta hỏi đến, cứ nói Kim Tử Đa ta gửi lời chào. Hình như ngươi đang hiểu lầm điều gì, cục thành phố không quản lý được ta đâu. Triệu Thanh Thanh đáp lại một câu, sau đó quay người rời đi, ta muốn dẫn ai đi, có gọi lại cũng vô dụng thôi. Thành viên Thiên Đạo Tổ lập tức áp giải quản Thiên Tiếu đi theo sau lưng Triệu Thanh Thanh. Bổn thiếu đã nói, ai cũng không được phép đi, vô duyên vô cớ bắt bạn của ta đi, cho dù ngươi là người của Triệu gia cũng không được. Mặc dù Kim đại thiếu hoài nghi thân phận của Triệu Thanh Thanh, nhưng vẫn không thể để người khác mang quản Thiên Tiếu đi. Một là về vấn đề mặt mũi, hai là liên quan đến vụ kinh doanh lúc trước, không thể thiếu quản Thiên Tiếu được. Quản Thiên Tiếu cũng biết rõ, lập tức giãy giụa, khoan đã, cho dù các ngươi muốn bắt người cũng phải nói nguyên nhân chứ. Rốt cuộc là ta phạm tội gì? Ngươi không biết mình phạm tội gì sao? Triệu Thanh Thanh mỉm cười hỏi ngược lại. Quản Thiên Tiếu cố chấn định, ta chỉ là người kinh doanh, luôn tuân thủ quy tắc, làm sao có thể phạm tội được chứ? Người kinh doanh, tuân thủ quy tắc, Triệu Thanh Thanh cười như không cười nhìn căn phòng xa hoa, hơi châm chọc, ngươi nói vậy, ngươi tưởng ta tin sao? Đây chỉ là tiêu khiển xã giao, cũng không làm chuyện gì khác, chẳng lẽ cũng phạm pháp? Quản Thiên Tiếu hạ quyết tâm, chỉ cần cắn răng không hé miệng, có Kim đại thiếu ở đây, hẳn có thể chịu đựng được. Triệu Thanh Thanh cũng lười nói nhiều, đừng giả bộ nữa. Thức ăn vặt ngươi đưa cho Chu lão sư có vấn đề, có đứa bé thiếu chút nữa bị độc chết, ngươi cảm thấy việc này không phạm pháp sao? Không, không thể nào. Quản Thiên Tiếu phủ nhận, sản phẩm của công ty chúng ta đều được kiểm nghiệm nghiêm khắc mới đưa ra thị trường, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề hay không không phải do ngươi nói. Triệu Thanh Thanh hừ lạnh, khinh thường nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Bây giờ nhân lúc ta còn chưa nổi nóng, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Bằng không, ngươi có thể sẽ bị khiêng đi. Mấy thứ đồ ăn vặt đó tuyệt đối không có vấn đề, các ngươi sai rồi. Quản Thiên Tiếu quay sang nói với Kim Đại Thiếu và Mã Lão Bản, Kim Thiếu, Mã Ca, các ngươi có thể làm chứng cho ta, phương thức đều do các ngươi cung cấp. Kim Đại Thiếu biến sắc. Mắng to, con mẹ nó, người nói hưu nói vượn gì thế? Im miệng, Mã Lão Bản cũng giật mình, vội vàng trừng quản Thiên Thiếu. Triệu Thanh Thanh cười nói, thì ra các ngươi cũng có phần. Vậy thì tốt, cùng đi hết đi. Ai dám, Kim Đại Thiếu nổi giận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu Hiểu Trác hay là Triệu Công Tử? Chỉ dựa vào chữ Triệu mà cũng dám dẫn ta đi, ngươi xứng sao? Bốp, không biết từ nơi nào bay đến một bàn tay. Nặng nề đập lên mặt Kim Đại Thiếu, quạt bay cả người hắn ta. Gương mặt anh Tuấn trong nháy mắt sưng thành đầu heo. Không có chuyện gì mà nữ nhân của ta không xứng làm. Hạ Thiên nói, nàng đã bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, nói nhiều như thế để làm gì? Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ngươi dám ra tay với ta? Kim Đại Thiếu hoàn toàn phát hỏa, giống to vào thiết bị trong phòng, bảo an đâu? Tất cả chết hết rồi sao? Mau quay lại đây cho bổn thiếu. Rất nhanh, quản lý của Thủy Tạ Thiên Cư cùng với một đám bảo an cấp cao chạy đến, bao vây Triệu Thanh Thanh, Hạ Thiên và một đám thành viên Thiên Đạo Tổ. Ta là Tào Mạnh Đức, là quản lý ở đây, không biết chuyện gì đã xảy ra. Không nghĩ đến quản lý ở đây lại là người ngoại quốc mắt xanh mũi lõ, càng ngoài ý muốn là người này nói tiếng Trung rất lưu loát. Tào Mạnh Đức, Triệu Thanh Thanh có chút buồn cười, vì sao ngươi không gọi là Tào Tháo luôn đi? Tào quản lý mỉm cười. Có chút tự diễu, ta cũng muốn lắm, nhưng hình như có một người ngoại quốc đã lấy cái tên này, còn là diễn viên thì phải, rất nổi tiếng, cho nên ta không đoạt của hắn ta làm gì. Chúng ta nói chuyện chính đi,
vị nữ sĩ xinh đẹp này, người có thể nói cho ta biết người muốn làm chuyện gì không? Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, bọn họ liên quan đến một vụ án, ta muốn dẫn bọn họ về điều tra. Tào quản lý, chúng ta đến đây tiêu phí cũng bởi vì ở đây bí mật và an toàn. Kim đại thiếu xông lên phía trước, chỉ tay vào tào quản lý mà mắng, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người vọt thẳng vào đây, chẳng nói chẳng rằng đã đánh người, còn muốn bắt chúng ta đi. Bảo an ngoài cổng của các ngươi ăn cứt mà sống à? Kim tiên sinh, người bình tĩnh lại, ta sẽ xử lý việc này. Tào quản lý trấn an Kim đại thiếu hai câu, sau đó quay sang nhìn Triệu Thanh Thanh, cười nói, đáng tiếc, Kim tiên sinh là khách quý ở chỗ chúng ta không thể để ngươi mang hắn ta đi được. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Triệu Thanh Thanh cũng không nhẫn nại, việc này rất nghiêm trọng, không phải một quản lý nho nhỏ như ngươi có thể quyết định. Tốt nhất ngươi nên hỏi ý kiến ông chủ của mình đi. Không cần, tào quản lý lắc đầu, ông chủ của ta rất bận rộn, nhất định không hứng thú quan tâm mấy chuyện nhỏ này, còn có những tiểu nhân vật như ngươi. Hắn ta vừa nói xong, đám bảo an cao cấp lập tức rút gậy điện bên hông, tư thế giản sẵn trận địa đón quân địch. Ngươi muốn dùng bạo lực đối kháng? Triệu Thanh Thanh lạnh lùng hỏi, ngươi có nghĩ kỹ hậu quả chưa? Tào quản lý hơi nới lỏng nơ bướm ở cổ, biểu hiện kiêu ngạo, ta chỉ là bảo vệ khách quý trong câu lạc bộ chúng ta mà thôi. Rời khỏi nơi này, người muốn như thế nào cũng được, nhưng ở đây, không ai có thể động đến hắn ta. Đây chính là quy củ của câu lạc bộ. Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn. Hắn nói, Thanh Thanh nha đầu, đừng nói nhiều với mấy thứ ngu ngốc này nữa, cứ đánh bay là được. Ta khuyên hai vị nên tỉnh táo lại một chút. Tào quản lý nghiêm túc nói, những bảo an cao cấp này, người nào cũng đều là cao thủ, còn ta cũng từng 5 lần vô địch giải quyền Anh thế giới ngầm. Ra tay, các ngươi cũng không có chỗ tốt đâu. Nghe thật lợi hại, Triệu Thanh Thanh khinh thường nói, nhấc chân đạp bay người này, đáng tiếc, chắc ngươi chưa bị người ta đánh. Tào quản lý bay ra ngoài mấy chục mét, đụng ngã 7-8 bức tường mới ngừng lại, nhưng đã bất tỉnh nhân sự. Đám người được gọi là bảo an cấp cao, không ai có thể đỡ nổi ba hiệp với thành viên Thiên Đạo Tổ. Tin tức Triệu Thanh Thanh cường thế mang người rời khỏi Thủy Tạ Thiên Cư rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mặc dù rất ít người biết được ông chủ đằng sau Thủy Tạ Thiên Cư là ai, nhưng tất cả mọi người đều biết người này là một người có mánh khóe thông thiên. Thật ra, Thủy Tạ Thiên Cư cũng đã xảy ra mấy vụ làm loạn cách đây không lâu. Kết quả chưa đến nửa ngày, một nhóm người quỳ gối trước câu lạc bộ, dập đầu mất 2 tiếng, dập đến đầu rơi máu chảy mới bị bảo an đuổi đi. Việc Triệu Thanh Thanh xông vào Thủy Tạ Thiên Cư, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người muốn xem náo nhiệt. Rất nhiều người đã nhìn Triệu Thanh Thanh và Thiên Đạo Tổ không vừa mắt, cho nên bọn họ muốn mở to mắt để xem một vở kịch hay vào lúc này. Khi Triệu Thanh Thanh áp giải đám người quản thiên thiếu về lại cao ốc Thiên Đạo, trong văn phòng đã xuất hiện Triệu Hiểu Trác, còn có Viên Thế Hoàng. Ngọn gió nào thổi các ngươi đến đây vậy? Triệu Thanh Thanh lấy làm lạ hỏi, các ngươi tìm ta có việc gì không? Triệu Hiểu Trác lắc đầu đáp, nghiêm chỉnh mà nói là đến tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh một chút, ta còn muốn ngủ bù với Thanh Thanh nha đầu nữa. Này, không phải các ngươi vừa ngủ dậy sao? Triệu Hiểu Trác khó hiểu nhìn Hạ Thiên, mấy chuyện này có gì thú vị à? Ngủ ít cũng có chết đâu. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, chuyện quan trọng chỉ là đối với ngươi, liên quan gì đến ta? Triệu Hiểu Trác cứng họng, không thể phản bác. Triệu Thanh Thanh mỉm cười giảng hòa, hai người đừng đấu võ mồm nữa, vào chuyện chính đi. Ta vừa mới bắt mấy người, lát nữa còn phải thẩm vấn bọn họ nữa. Ta đến đây là vì việc này. Viên Thế Hoàng lên tiếng. Triệu Thanh Thanh ngạc nhiên, đám người này to lắm sao? Có thể làm phiền các ngươi đến biện hộ cho. Biện hộ cái gì mà biện bộ? Triệu Hiểu Trác dụi mắt, tức giận nói, mặc kệ ngươi bắt ai, cứ giết hết cho ta. Mẹ nó, lão tử đang ngủ ngon, 7-8 cuộc điện thoại gọi đến, ồn ào quá. Viên Thế Hoàng có chút buồn cười nhìn Triệu Hiểu Trác, cũng không phát cáu, nói thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề, ngươi bắt ai, chẳng ai quan tâm cả, cái quan trọng là ngươi xông vào Thủy Tạ Thiên Cư. Có mấy gia tộc lâu đời cho người chào hỏi chúng ta? Ồ, Triệu Thanh Thanh cười hỏi, chào hỏi chuyện gì? Viên Thế Hoàng thản nhiên nói, bọn họ bảo ngươi thả những người kia ra, sau đó nói câu xin lỗi với ông chủ Thủy Tạ Thiên Cư. Xin lỗi cái rắm, Hạ Thiên ngáp một cái, Thanh Thanh nha đầu,
ngươi không cần để ý đến đám người đó. Nếu ai không phục, cứ bảo người đó đến tìm ta. Đoán chừng không ai đến đâu, Viên Thế Hoàng nói, ai dám trêu chọc tên sát thần ngươi chứ? Thật ra, cũng không có mấy ai biết ngươi đang ở đây. Bằng không, bọn họ còn tránh việc này không kịp nữa là. Triệu Hiểu Trác vẫn khó chịu như cũ, một đám lão già rác rưởi, cậy già lên mặt còn chưa nói, mẹ nó còn bợ đít người khác. Rốt cuộc ông chủ Thủy Tạ Thiên Cư có lai lịch gì? Triệu Thanh Thanh tò mò hỏi, tại sao ông ta có thể khiến cho các gia tộc lâu đời ở kinh thành phải truyền lời cho các ngươi? Triệu Hiểu Trác hất cằm nói với Viên Thế Hoàng, ngươi nói đi. Là người này, Viên Thế Hoàng do dự một chút, lập tức vẽ một vòng tròn trong hư không, sau đó điểm chính giữa một cái, ngươi hẳn đã nghe nói qua về Tinh Viên Hội. Triệu Thanh Thanh mở to mắt, nói thẳng tên đi, ta không thích đoán mò. Được, Viên Thế Hoàng thở dài, chậm rãi nói, chính là Viên Nhất Phương. Luận bối phận, ông ta cũng thuộc thế hệ ông nội ta, nhưng tuổi tác lại không lớn lắm, khoảng 45 tuổi. Viên Nhất Phương, Triệu Thanh Thanh không khỏi nhớ lại, hình như ta đã nghe ở đâu rồi. Triệu Hiểu Trác lên tiếng nhắc nhở, nói đến, tuổi tác của ông ta ngang với bốn phận anh của ta, nhưng trong đợt tranh giành đệ nhất công tử kinh thành lại thua một cách đáng tiếc, về sau ông ta gây ra một số chuyện nên bị bắt vào tù. Ồ, có chút ấn tượng, Triệu Thanh Thanh rốt cuộc cũng nhớ ra, nhưng ta nhớ trong tài liệu có ghi rằng ông ta chết rồi mà. Viên Thế Hoàng tiếp tục giải thích, năm đó, việc mà ông ta gây ra quá lớn. Để cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng, một số tờ báo lá cải đã đăng ông ta đã chết. Trên thực tế, cho đến bây giờ, chưa có bất kỳ một thông báo chính thức nào về cái chết của ông ta. Bây giờ người này cũng đã ra tù. Triệu Thanh Thanh tò mò hỏi, một người vừa ra tù, cho dù vẫn còn thế lực, nhưng hiện tại cũng đã vật đổi sao rời, tại sao đám lão già kia lại giúp ông ta? Bởi vì năm đó ông ta đã thay đám lão già đó gánh tội. Triệu Hiểu Trác cười nhạo, có chút châm chọc, đám lão già tự xưng học giả kia cảm thấy xấu hổ, chẳng những giao Thủy Tạ Thiên Cư cho ông ta, hơn nữa còn gắng sức đẩy ông ta thượng vị. Thượng vị, Triệu Thanh Thanh ngẩn người, thượng vị gì? Triệu Hiểu Trác bất mãn chừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, ta nói, dù sao bây giờ ngươi cũng là thế lực một phương ở kinh thành, tốt xấu gì cũng nên quan tâm tình thế kinh thành một chút chứ. Có ý gì, Triệu Thanh Thanh vẫn không hiểu. Triệu Hiểu Trác đáp, sắp tới sẽ tuyển chọn đệ nhất công tử kinh thành. Ồ, danh xưng đệ nhất công tử cũng phải chọn ra sao? Lần đầu tiên Triệu Thanh Thanh nghe đến việc này, ta còn tưởng rằng đây là xưng hô do đám người các ngươi thổi phồng lên chứ. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Triệu Hiểu Trác nghiêm túc giải thích, chỉ cần trở thành đệ nhất công tử kinh thành, người đó có thể chi phối một bộ phận thế lực mới nổi ở kinh thành. Ngươi không biết tại sao năm đó Nhạc Chi Phong, còn có anh của chúng ta lại đi tranh đoạt cái hư danh này. Lúc này Triệu Thanh Thanh mới bừng tỉnh, không phải chứ? Mấy lão già kia lại muốn đề cử Viên Nhất Phương. Hạ Thiên mỉm cười, 45 tuổi đi tranh đoạt đệ nhất công tử, hay là cha của đệ nhất công tử? Hạ Thiên, ngươi đừng xem thường Viên Nhất Phương. Triệu Hiểu Trác cau mày, tính cách người này cũng chẳng khác gì ngươi, làm việc không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Mặc dù ông ta ở tù 20 năm, nhưng nghe nói tính đó chỉ có tăng chứ không có giảm. Gần đây, mấy động tác nhỏ diễn ra tấp nập, sắp sửa dẫm chân lên mặt chúng ta rồi. Hạ Thiên liếc nhìn Triệu Hiểu Trác, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Mấy lão già kia không còn ai để chọn sao? Triệu Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Viên Thế Hoàng lắc đầu cười khổ, trong 10 năm qua, mấy gia tộc lâu đời đó chưa từng xuất hiện người nào có tiềm lực. Vì không muốn chúng ta chiếm tiện nghi, cho nên bọn họ mới đẩy ông ta lên để hạ chúng ta. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, thế thì ngược lại rồi. Hai người các ngươi bất kỳ ai xuất mã, muốn đánh bại một người 40-50 tuổi không phải dễ như trở bàn tay sao? Vấn đề ở chỗ chúng ta không thể xuất mã. Viên Thế Hoàng lo lắng nói, bởi vì chúng ta đều là chủ của một gia tộc, không hợp với cái danh công tử. Hạ Thiên hỏi, năm đó, anh của ngươi, Triệu công tử làm thế nào mà trở thành đệ nhất công tử? Bởi vì khi đó cha ta vẫn còn, Triệu Hiểu Trác làm bộ như vô ý nói, nếu Hạ Thiên ngươi đồng ý ứng tuyển, chúng ta sẽ gối cao đầu mà ngủ, không cần lo nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, không hứng. Sư phụ không phải người kinh thành, Triệu Thanh Thanh hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hắn không phải là người dễ bị hư danh mê hoặc, các ngươi đừng đánh chủ ý dở tệ này nữa. Triệu Hiểu Trác dùng giọng điệu tuyệt không tiếc nuối nói, vậy thì đáng tiếc quá.
Ồ, ta hiểu rồi. Triệu Thanh Thanh nhìn thẳng vào Triệu Hiểu Trác và Viên Thế Hoàng, hai người các ngươi tuyệt đối không phải đến đây là để truyền lời, nhất định còn có chuyện khác muốn nói, đúng không? Hạ Thiên mỉm cười nói, Thanh Thanh nha đầu, ngươi đúng là vụng về, bây giờ mới nhìn ra được. Sư phụ, ngươi đã sớm nhìn ra, vì sao lại không nhắc nhở ta? Triệu Thanh Thanh hờn dỗi đánh Hạ Thiên một cái. Cái kiểu nũng nịu như vậy khiến Triệu Hiểu Trác nổi cả da gà. Triệu Thanh Thanh chừng Triệu Hiểu Trác, ngươi có ý kiến? Không có, Triệu Hiểu Trác vội lắc đầu. Triệu Thanh Thanh không kiên nhẫn nói, cho nên, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, nói nhanh đi. Cứ vòng vo mãi thì cút ra về. Là như thế này, chúng ta đã tìm được một nhân tuyển. Triệu Hiểu Trác do dự vài giây, sau đó nói, nhưng thực lực của hắn ta lại không đủ, hy vọng Hạ Thiên dành chút thời gian giúp hắn ta cường hóa một chút. Triệu Thanh Thanh hỏi, người các ngươi chọn là ai? Em họ Tống Ngọc Mị Tống Ngọc Khanh. Triệu Hiểu Trác đáp, Hạ Thiên, đây cũng là em vợ của ngươi, ngươi không có ý định giúp đỡ một chút sao? Ban đầu, Hạ Thiên đích thật không có hứng thú quan tâm chuyện người khác, nhưng bây giờ nghe được người này là em trai của Tống Ngọc Mị, hắn quyết định nể mặt một chút, ngươi dẫn người này đến gặp ta. Được, Triệu Hiểu Trác nghe Hạ Thiên nói xong liền đứng lên, phủi tay nói, ngày mai ta sẽ gọi người đến. Được rồi, không còn việc gì khác, chúng ta về trước đây. Các ngươi không gặp mấy người bị bắt sao? Triệu Thanh Thanh hỏi, trong đó có một người hình như là thiếu gia Kim gia. Viên Thế Hoàng cười một tiếng, Kim gia đã xuống dốc 50-60 năm trước. Kim tử đa còn đắm chìm trong mộng đẹp vinh quang ngày xưa, chẳng khác nào một tên ngớ ngẩn. Triệu Hiểu Trác cũng nói, người muốn xử lý thế nào thì xử lý. Nếu chuyện bọn họ phạm vào, Thủy Tạ Thiên Cư cũng liên lụy vào trong thì sao? Triệu Thanh Thanh hỏi tiếp, có ảnh hưởng đến kế hoạch của các ngươi không? Ngươi hỏi giống như ngươi lo lắng cho kế hoạch của chúng ta vậy. Triệu Hiểu Trác tức giận trả lời, ngươi và Hạ Thiên là người cùng một loại. Cho dù nó ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi sẽ dừng tay sao? Đương nhiên là không rồi. Triệu Thanh Thanh trả lời rất nhẹ nhưng không hề do dự, ta làm việc trước giờ là phải làm đến cùng. Triệu Hiểu Trác im lặng. Cùng với Viên Thế Hoàng rất nhanh rời khỏi cao ốc Thiên Đạo. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi thẩm vấn đám người kia đi. Triệu Thanh Thanh thấy hai cái bóng đèn đã đi, mỉm cười nói với Hạ Thiên, ngươi sẽ không cảm thấy chán chứ? Không sao, Hạ Thiên hờ hững đáp, dù sao ta cũng chẳng có việc gì để làm. Khi còn ở Thủy Tạ Thiên Cư, Kim Đại Thiếu và Mã Lão Bản khá phách lối, nhưng khi đến Thiên Đạo Tổ, hai người lại trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, hai nữ diễn viên lại không biết trời cao đất rộng, cứ há to miệng mà gào. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Các ngươi mau thả chúng ta ra ngoài. Ta là đại minh tinh, một phút của ta đến mấy trăm vạn, các ngươi có trả nổi hay không? Chúng ta có đến hơn ngàn vạn fan hâm mộ, các ngươi bắt chúng ta, các ngươi có biết hậu quả gì hay không? Các ngươi có tin ta sẽ đăng Weibo tố cáo các ngươi không? Hai ả yêu quái này ồn ào quá. Hạ Thiên nghe hai nữ nhân líu ríu suốt, có chút khó chịu. Lời này quả thật đã chọc vào chỗ đau của hai nữ nhân, khiến bọn họ lại càng hung hơn. Ngươi mắng ai là yêu quái đấy? Ta là mỹ nữ tuyệt thế ngàn năm khó gặp mà báo chí đã bình chọn. Lương Tiểu Hoa đán tức giận đến cả người như muốn biến hình, thiếu chút nữa không nhảy lên cào cấu Hạ Thiên. Luận trình độ xấu, ngươi xác thực ngàn năm khó gặp. Hạ Thiên gật đầu, cười nói. Thang Tiểu Hoa đáng cũng tức giận khó bình, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, người mới xấu đấy. Ta xếp hạng thứ 9 trong 100 mỹ nữ cổ trang đẹp nhất năm nay, có hơn 800.000 người bỏ phiếu cho ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có nhiều người bị mù mắt như vậy sao? Ngươi, hai Tiểu Hoa đán tức đến muốn nghẹn họng. Sư phụ, ngươi tức giận với bọn họ làm gì? Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn cười, khoát tay với cấp dưới, các ngươi mau dẫn bọn họ đi lấy lời khai. Khi nào trời sáng, các ngươi thả bọn họ ra. Ngươi dựa vào cái gì mà dám tạm giam chúng ta? Ta muốn truyền thông vạch trần các ngươi chờ đó cho ta. Thành viên Thiên Đạo Tổ không muốn nghe hai nữ nhân này ồn ào ở đây nữa, trực tiếp mang hai người đi. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Kim Đại Thiếu, Mã Lão Bản, Quản Thiên Thiếu và Tiểu Thịt Tương Cao Diệu Dương. Ta không tách người ra để hỏi, ai muốn khai gì thì khai. Không muốn khai. Ta cũng không miễn cưỡng. Triệu Thanh Thanh ngồi đối diện bốn người, biểu hiện lười biếng, ta chỉ cho các ngươi 10 phút.
Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, không thì để ta đâm cho bọn họ một châm, khi đó chúng ta tốn chưa đầy một phút. Sư phụ, mấy loại tôm tép này không đáng cho ngươi ra tay. Triệu Thanh Thanh mỉm cười nói, vẫn nên để ta đấu pháp với bọn họ trước. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến về vấn đề này. Nếu Triệu Thanh Thanh muốn chơi, hắn bồi nàng chơi vậy. Quản Thiên Tiếu vẫn thái độ không biết gì, mờ mịt hỏi, Triệu Tiểu Thư, đến bây giờ chúng ta còn chưa biết ngươi là ai, cũng không biết vì sao ngươi lại bắt chúng ta. Ngươi bảo chúng ta khai ra cái gì? Mã Lão Bản cũng nhìn Triệu Thanh Thanh, lắc đầu nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi vô duyên vô cớ bắt chúng ta đến đây, ngươi có biết rõ hậu quả như thế nào không? Kim Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Thanh, ta cũng muốn biết ngươi có thể tạm giam chúng ta bao lâu. Ngươi có tin hay không, chưa đầy một giờ, ngươi phải quỳ xuống cầu chúng ta ra ngoài. Không tin, Hạ Thiên nhếch miệng. Hừ, vậy ngươi cứ chờ ở đó mà xem. Gương mặt Kim Đại Thiếu chỉ toàn là sự khinh thường, không hề có ý hợp tác. Không nói những cái khác, chỉ nói đến việc giả ngu, các ngươi đúng là có chút thực lực. Triệu Thanh Thanh cười khẽ, được, ta cứ xem như các ngươi không biết vậy. Nơi này là Thiên Đạo Tổ, còn ta là Phó Tổ tưởng Thiên Đạo Tổ Triệu Thanh Thanh. Hắn là Tổ trưởng Hạ Thiên, thế lực phía sau các ngươi là gì, các ngươi cứ đánh tiếng về, xem có tác dụng hay không. Bình thường, Thiên Đạo Tổ trong mắt người kinh thành chẳng khác nào Cẩm Y Vệ, chẳng những uy danh hiển hách, hơn nữa còn có hiệu quả khiến trẻ em khóc dạ đề trong đêm phải ngừng khóc. Cái gì, Thiên Đạo Tổ? Quản Thiên Tiếu quả nhiên bị hù, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không thể nào. Ta chỉ giúp đỡ bọn họ sản xuất đồ ăn vặt, cho dù vấn đề an toàn thực phẩm có không ít, nhưng cùng lắm cũng chỉ là phạm pháp, làm sao đến mức kinh động Thiên Đạo Tổ. Triệu Thanh Thanh vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, hiện tại đã kinh động rồi đấy. Trước đó ta cũng đã nói, mấy thứ đồ ăn vặt mà công ty ngươi sản xuất có độc, độc tính còn rất lớn, rất nguy hại đến trẻ nhỏ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kim Đại Thiếu, Mã Lão Bản, không phải các ngươi nói công thức đã trải qua kiểm nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì sao? Quản Thiên Tiếu quay lại chất vấn Kim Đại Thiếu và Mã Lão Bản. Thật sự là nó không có vấn đề, người chỉ nghe nàng ta nói hưu nói vượn thôi. Mã Lão Bản trừng mắt nhìn Quản Thiên Tiếu, có chút cảnh cáo, hơn nữa, có nguy hại thì như thế nào, chúng ta có bán công khai ra ngoài đâu, là ngươi lén lút đưa cho mấy đứa nhỏ ăn, liên quan gì đến chúng ta? Quản Thiên Tiếu không nghĩ đến Mã Lão Bản lại cắn ngược hắn ta một cái. Vội la lên, Mã Lão Bản, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi rõ ràng bảo ta tìm người thí nghiệm hương vị, còn nói là muốn điều tra nghiên cứu trước. Mẹ kiếp, Kim Đại Thiếu một cước đá Quản Thiên Tiếu ngã lăn xuống đất, sau đó không kiên nhẫn nói với Triệu Thanh Thanh, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng chẳng có cái gì để nói, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa. Thật ra ta cảm thấy rất khó hiểu. Triệu Thanh Thanh nghi hoặc hỏi, chuyện này trước mắt còn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho dù ta muốn truy cứu các ngươi, cũng không để các ngươi phải trả cái giá quá lớn. Nhưng các ngươi lại không phối hợp, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ bên trong còn có bí mật nào khác không thể nói cho người biết? Kim Đại Thiếu giãn lông mày, tận lực bình ổn sắc mặt, thản nhiên nói, ngươi đừng thăm dò làm gì nữa. Chúng ta một chữ cũng sẽ không nói. Nửa tiếng nữa, ngươi sẽ biết hậu quả tạm giam bổn thiếu gia là gì. Nếu ngươi đã cứng miệng đến như vậy, được thôi. Ta chờ ngươi nửa tiếng, xem ngươi có thể dẫn đến cứu binh gì. Triệu Thanh Thanh khoát tay bảo người đưa đến một cái máy bấm giờ, điều chỉnh thời gian nửa tiếng, sau đó đặt trước mặt mình, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng. Bằng không, ta sẽ bảo sư phụ của ta khiến các ngươi sống không bằng chết, một giây như một năm. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Kim Đại Thiếu nhếch miệng nở nụ cười như ý, đánh giá Triệu Thanh Thanh lại thấp xuống mấy cấp độ. Hắn ta xác thực không nghĩ đến Triệu Tổ trưởng lại ngu xuẩn đến như thế, thật sự khiến người ta phải thất vọng. Máy bấm giờ không nhanh không chậm đếm ngược thời gian, Triệu Thanh Thanh cũng không vội, rót cho mình và Hạ Thiên một tách cà phê, còn nhàn nhã nói chuyện phiếm với hắn. Kim Đại Thiếu liếm môi một cái, nói với Triệu Thanh Thanh, này, bổn thiếu gia đang khát. Ngươi pha cho ta ly cà phê, ta muốn pha theo kiểu Mỹ nhưng nhiều đường. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Triệu Thanh Thanh nguyết hắn ta một cái, ngươi coi nơi này là chỗ nào? Nhà của ngươi hay là quán cà phê? Cho dù là nhà tù cũng phải nói chủ nghĩa nhân đạo chứ. Mã Lão Bản không nhịn được, lên tiếng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết khát ở đây sao?
Triệu Thanh Thanh thản nhiên đáp, các người đã uống rất nhiều rượu ở Thủy Tạ Thiên Cư, còn chưa đến mức chết khát đâu. Cho dù có khát, các người cũng phải nhịn cho ta. Triệu tiểu thư, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, tiểu thịt tươi Cao Diệu Dương rốt cuộc đã lên tiếng. Triệu Thanh Thanh liếc hắn ta một cái, nói đi. Cao Diệu Dương, người đừng tìm chết. Mắt Kim Đại Thiếu lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Diệu Dương, người dám nói nửa chữ, người có tin bổn thiếu gia sẽ khiến người nửa bước khó đi ở kinh thành hay không? Triệu Thanh Thanh đá một cước, đá bay Kim Đại Thiếu va vào vách tường, sau đó cao giọng nói, muốn nói thì nói đi. Nói xong, ta có thể thả ngươi đi. Hắn ta bản thân khó bảo toàn, không uy hiếp được ngươi đâu. Ta không phải nói cái này. Cao Diệu Dương cũng không bị uy hiếp của Kim Đại Thiếu hù sợ nhưng cũng không bị Triệu Thanh Thanh uy bức lợi dụ. Hắn ta bình tĩnh nói, ta chỉ là diễn viên, được bọn họ mời làm nam thứ cho một bộ phim. Ta thật sự không biết gì về chuyện của họ cả. Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn ta không có nói dối. Hạ Thiên đáp. Được, người có thể đi. Nếu Hạ Thiên đã nói như vậy, Triệu Thanh Thanh cũng lười lãng phí thời gian trên người không quan trọng. Nàng gọi một cấp dưới đưa Cao Diệu Dương ra ngoài. Cảm ơn, Cao Diệu Dương gật đầu cảm ơn Triệu Thanh Thanh, nhưng trước khi đi, hắn ta ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên một chút rồi mới rời đi. Triệu Thanh Thanh nhạy bén cảm nhận được ánh mắt thay đổi của Cao Diệu Dương, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, hình như người này biết thân phận của ngươi, có phải hắn ta có thủ oán với ngươi hay không? Người biết ta nhiều lắm, có thủ với ta lại càng nhiều. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người ganh tị với vẻ đẹp trai của ta còn nhiều hơn. Ta cũng chẳng có hứng thú đi quan tâm những loại người đó. Triệu Thanh Thanh im lặng mỉm cười, nàng cũng nhìn ra được Cao Diệu Dương chỉ là người bình thường. Cho nên nàng cũng lười phí sức vào chuyện xác minh thân phận. Thật ra ta cũng không có dính líu quá nhiều đến việc này. Quản Thiên Tiếu thấy Triệu Thanh Thanh đã thả Cao Diệu Dương, lập tức giải thích, công thức là bọn họ đưa cho ta, có vấn đề hay không, ta hoàn toàn không biết. Đưa thức ăn vặt cho bọn trẻ ăn cũng là chủ ý của bọn họ, ta thật sự vô tội mà. Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói, ngươi tuyệt không vô tội. Nội ngươi đùa bỡn phụ nữ cũng đủ làm ta rất khó chịu rồi. Những thứ kia có vấn đề hay không, người thật sự không có ý kiến sao? Cái này, Quản Thiên Tiếu không nói nổi nữa, đành phải cố giải vây cho mình, Chu lão sư và ta là tự nguyện, ta cũng đã đổ không ít tiền cho nàng ấy. Hơn nữa, nữ nhân đó chủ động câu dẫn ta, Hắn ta còn chưa nói hết, Triệu Thanh Thanh đã tát cho hắn ta một bạt tai. Hắn ta bay lên dính tường, cùng với Kim Đại Thiếu hình thành một bức họa song song. Ban đầu, Mã lão bản cũng muốn giải thích hai câu, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả của Kim Đại Thiếu và Quản Thiên Thiếu, ông ta lập tức ngậm miệng lại. Triệu Thanh Thanh nhìn thoáng qua máy bấm giờ, cười hỏi, sắp hết nửa tiếng rồi, Kim Đại Thiếu, tại sao cứu binh ngươi còn chưa đến? Ha ha, hắn ta đã đến, chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện ra sao? Mặc dù Kim Đại Thiếu bị dính vào bức tường, nhưng ánh mắt chợt thay đổi, trở nên khát máu và điên cuồng, với người vừa rồi cứ như hai người khác nhau. Triệu Thanh Thanh cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi cau mày. Bù! Cả người Kim Đại Thiếu hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến sau lưng Triệu Thanh Thanh, một sợi xích vô hình quấn chặt cổ nàng. Đi chết đi! Kim Đại Thiếu nhe răng cười một tiếng, sau đó dùng sức, chỉ thấy một người ngã xuống đất, hiển nhiên khí tức đã tuyệt. Ha ha ha, người còn không chịu nổi một kích. Kim Đại Thiếu một kích thành công, cười rộ lên như chỗ không người, thiên đạo tổ cầu thí. Cái gì mà đệ nhất nữ hiệp đế kinh, chỉ bấy nhiêu thôi sao? Ngươi cười sớm quá rồi đấy. Giọng nói băng lãnh của Triệu Thanh Thanh vang lên, trong lời nói không hề che giấu sự xem thường. Kim Đại Thiếu nghe được âm thanh này, ngẩn ra, lập tức xoay người lại, đột nhiên phát hiện Triệu Thanh Thanh không có việc gì đứng ở nơi đó, không khỏi kinh ngạc, ngươi không chết. Hắn ta nhìn lại, người ngã trên mặt đất chính là Mã lão bản. Không chết không phải rất bình thường sao? Hạ Thiên hờ hững nói, Thanh Thanh nhà đầu là đồ đệ của ta, chút trình độ đó của ngươi mà đòi giết nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Không thể nào, Kim Đại Thiếu không thể tiếp nhận được tình huống này, vô hình ảnh liên giảo của ta chưa từng thất thủ qua, cũng không ai có thể trốn được. Hạ Thiên mỉm cười, đúng, mấy tên ngu ngốc đều tự tin như vậy. Xem ra ngươi không phải Kim Tử Đa. Triệu Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói, nếu đã tới. Ngươi không có ý định báo danh sao?
Kim đại thiếu cười nhạo một tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, giọng nói từ khắp ngõ ngách trong phòng truyền ra, muốn biết danh hào của ta, ngươi trực tiếp xuống địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Triệu Thanh Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải tự tin mà là tự đại quá mức. Hừ, chờ ta lấy cái đầu trên cổ ngươi xuống, ngươi sẽ biết ta có phải tự đại hay không. Âm thanh của Kim đại thiếu càng lúc càng thấp, trở nên phiêu hốt, giống như lá rụng trong gió. Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận hàn phong, hẳn nó được tạo ra do tốc độ di chuyển nhanh của Kim đại thiếu. Vù! Lại một tiếng xé gió giòn nhẹ, tiếp theo, Triệu Thanh Thanh cảm thấy cổ của mình căng ra, giống như bị thứ gì đó bao lấy. Lần này, ta xem ngươi còn chạy như thế nào nữa. Kim đại thiếu xuất hiện, vung tay ném ra mấy sợi xích sắt, cuốn chặt lấy Triệu Thanh Thanh. Sau khi xác định không nhầm người, hắn ta một lần nữa kéo sợi dây xích. Cạch! Âm thanh vỡ vụn vang lên, Quản Thiên Tiếu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hai mắt nhắm lại ngã xuống đất. Xem ra, ngươi muốn giết bọn họ diệt khẩu. Triệu Thanh Thanh lắc đầu cảm thán, tiếc rằng ngươi tính lầm rồi. Ngươi giết bọn họ cũng vô dụng thôi. Sư phụ ta có thể cứu sống bọn họ bất cứ lúc nào. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Người mà ta khóa rõ ràng là ngươi mà. Kim đại thiếu dĩ nhiên không phải muốn giết đồng đội, nhưng hai lần ra tay, người chết cuối cùng lại biến thành người một nhà, ngươi đã sử dụng yêu thuật gì? Yêu thuật, xin lỗi, ta không biết yêu thuật gì cả. Triệu Thanh Thanh cười nói, tại sao ngươi không nói mắt ngươi bị mù? Ánh mắt Kim đại thiếu dần dần trở nên ngưng trọng, lạnh giọng nói, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi có thể trở thành tổ trưởng của thiên đạo tổ, quả nhiên cũng có chút bản lãnh. Tiếp theo, ngươi không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Triệu Thanh Thanh có lòng tốt khuyên can, mấy loại cờ này, ngươi đừng dựng lên nữa. Đã bị đánh vào mặt hai lần còn chưa biết khôn sao. Ảnh liên loạn vũ, giết. Lời nói của Triệu Thanh Thanh đã đâm vào chỗ đau của Kim đại thiếu. Hắn ta nổi giận, mười ngón tay cử động, trong phòng lập tức vang lên tiếng xé gió giống như đang có vô số lưỡi đao điên cuồng xoay quanh. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Triệu Thanh Thanh nhìn hai giây, lắc đầu thất vọng, người khác còn lòe loẹt được một chút, còn ngươi thì nhìn thấu từ đằng sau ra đằng trước, chẳng có gì cả, khiến người ta thất vọng vô cùng. Kim đại thiếu hung dữ nói, thất vọng. Chờ ngươi gặp Diêm La Vương, ngươi sẽ không còn thất vọng nữa. Sư phụ, ngươi nói đúng, mấy loại ngu ngốc thì không thể nào nói chuyện được. Triệu Thanh Thanh thở dài, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Kim đại thiếu. Hừ, ta đã sớm đoán được ngươi có chiêu này, ngươi bị lừa rồi. Kim đại thiếu tuyệt không giật mình, lại còn mỉm cười. Bởi vì sát chiêu của hắn ta chính là chuẩn bị cho vị trí này. Tàn ảnh của Kim đại thiếu ngưng thực tại một góc, hai tay khoanh trước ngực, đi chết đi. Bành! Một bóng người bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường, sau đó rơi xuống đất. Ta còn tưởng ngươi có gì ngon lắm chứ? Triệu Thanh Thanh mỉm cười nói với Kim đại thiếu, ngươi cho rằng ngươi ở tầng 2 thì giỏi à? Thật ra ta đã sớm ở tầng thứ 5, thực lực của ngươi quá kém, chẳng khác nào đồ ăn dâng đến miệng. Lúc này, hai mắt Kim đại thiếu trở nên trắng dã, trong nháy mắt mất đi ý thức. Muốn chạy, Triệu Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói với Hạ Thiên, sư phụ, ngươi giúp ta một tay. Hạ Thiên ngầm hiểu, giữ ngón tay lập tức sáng lên một cây ngân châm, cách không điều khiển không khí, đâm cho Kim đại thiếu một châm. Đây chính là tiểu kỹ xảo châm ngoại châm mà hắn học được. Quẹ, Kim đại thiếu bỗng quẹ một cái, sau đó tỉnh lại. Gương mặt chỉ toàn là kinh hãi, tại sao lại như vậy? Vì sao ta vẫn còn ở đây? Triệu Thanh Thanh cười nói, không được sự đồng ý của chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Không thể nào, mồ hôi Kim đại thiếu rơi như mưa, sợ hãi lẩm bẩm, thuật phụ thân chính là bí kỹ cổ gia ta, không ai có thể phá giải. Triệu Thanh Thanh thuận miệng nói, sư phụ ta là thần y đệ nhất thiên hạ. Mấy loại công pháp thần thần quỷ quỷ rách nát của các ngươi, chúng ta thấy nhiều lắm. Muốn phá giải dễ như bữa ăn sáng. Kim đại thiếu giận tím mặt, mắng to cái gì gọi là công pháp rách nát chứ. Đây là thần thuật thượng cổ truyền thừa 2000 năm của cổ gia ta. Ta chẳng có hứng thú với mấy công pháp truyền thừa rách nát này của các ngươi. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Kim đại thiếu, uy hiếp ta muốn biết ngươi là ai. Ngươi có liên quan gì đến hạt giống ma huyết chứ? Kim đại thiếu hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không phối hợp, muốn moi tin tức từ miệng của ta. Ngươi không khỏi si tâm vọng tưởng rồi. Cùng lắm ta bị phản phệ,
trực tiếp tấn công, ta cũng không cho các ngươi một cơ hội nào. Triệu Thanh Thanh tiếp tục nhờ Hạ Thiên giúp đỡ, sư phụ, người này còn mạnh miệng hơn cả Kim Đại Thiếu, người có cách nào chỉ hắn ta hay không? Cách đương nhiên là có, hơn nữa còn có rất nhiều. Hạ Thiên hờ hững nói, Thanh Thanh nha đầu, người nhanh lên một chút đi, vẫn còn chậm lắm. Triệu Thanh Thanh mỉm cười hỏi, nhanh một chút và chậm một chút khác nhau ở chỗ nào? Nhanh một chút, tên ngốc này đoán chừng một giây cũng không nhìn được, cam đoan khi còn bé, hắn ta có nhìn lén ai tắm cũng khai ra hết thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói, chậm một chút, đoán chừng nửa giây hắn ta cũng không nhìn được, người không hỏi hắn ta cũng sẽ nói. Triệu Thanh Thanh không hiểu, vì sao chậm, nhưng nửa giây cũng không chịu được. Bởi vì chậm một chút, một giây của hắn ta sẽ bằng một năm. Hạ Thiên giải thích, ngươi cho rằng chỉ có nửa giây thôi sao? Thật ra trong thời gian của hắn ta đã qua hơn nửa năm. Hừ, các ngươi tưởng rằng trò hề này sẽ dọa ta sợ sao? Kim Đại Thiếu mỉm cười giễu cợt, cổ mỗ là người tu hành, cực hình trên thế gian hoàn toàn không có cách nào dao động ý chí của ta. Các ngươi có chiêu gì thì cứ lôi ra hết đi, nếu thốt ra một tiếng, coi như cổ mỗ ta không, a. Ngay khi Kim Đại Thiếu đang khoác lác, Hạ Thiên đã cách không đâm cho hắn ta một châm. Ngân châm còn chưa thu hồi, Kim Đại Thiếu đã kêu lên đau đớn. Bên trong giác quan của hắn ta giống như có ngàn ngàn vạn vạn ngân châm không ngừng đâm hắn ta. Cảm giác đau đớn tăng lên vô số lần, ngay cả hô hấp cũng là một gánh nặng, khiến hắn ta sống không bằng chết. Chỉ nửa giây ngắn ngủi, đối với hắn ta mà nói, lại dài dằng dặc. Hắn ta kêu lên đau đớn, nhưng tiếng rên rỉ lại chậm chạp, không cách nào truyền đi. Nó chảy ngược vào trong cơ thể của hắn ta, khiến cho hắn ta càng thêm đau đớn. Ta nói, cái gì ta cũng nói, mau dừng tay đi. Toàn thân Kim Đại Thiếu đổ mồ hôi như mưa, giống như được vớt từ trong nước ra. Triệu Thanh Thanh có chút thất vọng, còn tưởng rằng ngươi là cục xương cứng chứ. Mau dừng lại đi, ta khai hết, Triệu Thanh Thanh chỉ nói có một câu, Kim Đại Thiếu có cảm giác giống như não của mình muốn nổ tung, đau đến mức muốn chém đầu của mình. Sư phụ, Triệu Thanh Thanh kêu một tiếng. Hạ Thiên nói, ta đã thu châm rồi, cơ thể của hắn ta chỉ còn lại dư vị mà thôi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Kim Đại Thiếu miễn cưỡng chờ mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cố hết sức hỏi một câu. Hạ Thiên đáp, ta không phải thần, cũng chẳng phải thánh. Ta chính là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên. Khó trách, ánh mắt Kim Đại Thiếu lấp lóe. Cuối cùng biến thành tiếng thở dài, cổ đại thông ta bế quan hơn 30 năm, thần thuật đại thành. Ta vốn cho rằng mình có thể tranh hùng thiên hạ, nghĩ không ra lại thua trong tay ngươi. Năm ngoái, ta đã nghe nói qua tên tuổi của ngươi, ta còn tưởng rằng đám người kia nói khoác. Nhưng sự thật lại là như vậy. Ngươi không có thời gian cảm khái đâu. Triệu Thanh Thanh không rảnh mà nghe hắn ta nói nhảm, sau khi ta hỏi ngươi xong, ta còn có lời muốn hỏi chính bản thân Kim Tử Đa. Kim Đại Thiếu nói, ngươi muốn biết cái gì? Triệu Thanh Thanh hỏi, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với Kim Tử Đa? Có liên quan gì đến hạt giống rượu huyết? Ta tên Cổ Đại Thông, khách khanh gia tộc Kim gia 50 năm trước. Kim Đại Thiếu chậm rãi đáp, ta bế quan hơn 30 năm, năm ngoái mới xuất quan. Còn cái gì là hạt giống rượu huyết, ta chưa nghe nói qua. Chức trách của ta là bảo vệ người Kim gia, thuận tiện gạt bỏ địch nhân của bọn họ. Nếu việc này không liên quan đến ngươi, ta cũng không làm khó ngươi. Sau khi xác định người này không có nói dối, Triệu Thanh Thanh cũng lười lãng phí thời gian trên người hắn ta, về sau, ngươi đừng có giúp đỡ mấy chuyện này nữa. Đường đường là người tu hành, lại đi làm tay chân cho gia tộc phế vật như Kim gia, đúng là mất mặt. Gương mặt Kim Đại Thiếu không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn, im lặng cả nửa ngày. Cút đi, Triệu Thanh Thanh quát nhẹ một tiếng. Kim Đại Thiếu mừng như điên. Toàn thân lắc một cái, ánh mắt tràn ngập mờ mịt lẫn kinh hoàng. Kim Đại Thiếu, người đã tỉnh rồi à? Triệu Thanh Thanh mỉm cười nhìn đối phương, cảm giác thế nào? Người còn cứu binh nào khác nữa hay không? Mặc dù vừa rồi Kim Đại Thiếu được Cổ Đại Thông phụ thể, nhưng ý thức của hắn ta cô rơi vào mê man. Cho nên, hắn ta vẫn biết có chuyện gì xảy ra. Cứu binh mà hắn ta gọi đến hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên. Trong lòng hắn ta bắt đầu luống cuống. Tất cả đều là do ta làm. Kim Đại Thiếu không hề có ý định phản kháng,
có gì nói hết, hạt giống rượu huyết là do ta bảo quản thiên tiếu sản xuất. Công thức cũng là ta lấy được, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói nấy. Triệu Thanh Thanh gật đầu, rất tốt, hy vọng tiếp theo ngươi có thể duy trì thái độ thẳng thắn này. Ta cam đoan tuyệt đối không nói dối nửa câu, Kim Đại Thiếu thật sự sợ hãi, ngươi cứ hỏi. Ngươi từ chỗ nào lấy được công thức hạt giống? Triệu Thanh Thanh cho cấp dưới mang đến một bao thức ăn vặt, đặt lên bàn, vì sao ngươi lại sản xuất số lượng nhiều như thế? Kim Đại Thiếu nhìn thoáng qua mấy bao đồ ăn vặt, đáp 3 tháng trước, có người gửi cho ta một bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong có một kịch bản, một công thức và một bản kế hoạch, tường thuật lại làm thế nào để tạo ra những hạt giống này, về sau sẽ phân phối ra sao? Ai gửi cho ngươi? Triệu Thanh Thanh nhìn chằm chằm Kim Đại Thiếu, muốn từ ánh mắt của hắn ta nhìn ra được chút manh mối, vì sao ngươi lại dựa theo kế hoạch đó mà làm? Kim Đại Thiếu bỗng do dự, ánh mắt chớp động không yên. Tốt nhất ngươi đừng có suy nghĩ nói dối. Triệu Thanh Thanh cảnh cáo. Kim Đại Thiếu nhớ lại cảm giác đau đớn trước đó mà cổ đại thông đã chịu, toàn thân run lên, vội vàng giải thích, không, không, ta không phải muốn nói dối, chỉ là ta không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Triệu Thanh Thanh lạnh nhạt nói, cứ chiếu theo tình hình thực tế mà nói. Kim Đại Thiếu thở dài, cắn răng nói, thật ra, có người đã nắm được nhược điểm của ta. Nếu ta không dựa theo kế hoạch mà làm, đối phương sẽ công khai nhược điểm của ta, khiến cho ta thân bại danh liệt. Giọng điệu của Triệu Thanh Thanh vẫn lãnh đạm như cũ, nhược điểm gì? Người ngươi nói là ai? Là người của Long Thần Điện. Kim Đại Thiếu quyết định không do dự nữa, 3 tháng trước, ta cùng với mấy công người mẫu lên núi chơi, không cẩn thận chơi lớn, xảy ra nhân mạng. Ta cho người chôn thi thể trên núi, chẳng biết làm sao lại bị người của Long Thần Điện phát hiện. Long Thần Điện, Triệu Thanh Thanh sửng sốt, không ngờ dễ một khúc quanh lớn như vậy, cuối cùng lại quay về tổ chức này. Cách đây không lâu, nàng và Hạ Thiên có đến Long Thần Điện, nhưng không hề gặp Hắc Y Long Thần. Đúng vậy, sắc mặt Kim Đại Thiếu có chút tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi Long Thần Điện, ta còn chưa muốn chết, cũng không muốn thân bại danh liệt. Cộng thêm chuyện mà bọn họ muốn ta làm cũng không có tổn thất gì, cho nên ta liền làm theo. Triệu Thanh Thanh hoài nghi hỏi, ngươi không biết nguyên nhân vì sao đối phương lại muốn ngươi làm như vậy? Ta không biết, ta cũng không dám hỏi. Kim Đại Thiếu đã lộ ra bản chất nhu nhược, chỉ cần hắn ta không bại lộ chuyện của ta, ta cần chi phải tìm phiền phức chứ? Ngươi xác định đối phương sẽ tuân thủ lời hứa. Triệu Thanh Thanh khoanh tay, lạnh giọng nói, ngươi không sợ đối phương lật lọng sao? Kim Đại Thiếu cười khổ, đương nhiên là sợ, nhưng ta còn cách nào nữa chứ? Nhược điểm trong tay người khác, đối phương còn là Long Thần Điện. Điều này cũng đúng, đối với nàng và Thiên Đạo Tổ mà nói, Long Thần Điện chỉ là hàng nhái, không đáng để lo. Nhưng đối với người bình thường mà nói, Long Thần Điện nghiễm nhiên là một cơ cấu kinh khủng sánh ngang Thiên Đạo Tổ. Triệu Thanh Thanh lại hỏi, mấy thứ kia đâu? Nó nằm trong két sắt trong phòng của ta. Kim Đại Thiếu không dám giấu giếm, vội báo mật mã két sắt của mình. Ta sẽ cho người xác nhận lại những gì mà ngươi nói. Triệu Thanh Thanh theo thông lệ mà nói, nếu có một câu nào là giả, vậy ta xin chúc mừng ngươi đã quay vào ô sống không bằng chết. Kim Đại Thiếu lắc đầu, liên tục khoát tay, ta tuyệt không dám nói dối. Rất nhanh, người của Thiên Đạo Tổ đã tìm được 3 món đồ trong két sắt của Kim Đại Thiếu. Kịch bản cái gì? Triệu Thanh Thanh không có hứng thú, trước phứt sang một bên. Công thức cái gì, cứ đưa thẳng đến tổ nghiên cứu khoa học. Còn bản kế hoạch, Triệu Thanh Thanh lật vài trang cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng là ngây thơ, nhưng nàng lại càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, không cách nào giải thích được sự nghi hoặc trong đầu nàng. Ví dụ như hạt giống rượu huyết sốt cuộc là thứ gì? Nó làm được gì? Tại sao phải cho trẻ con ăn trước? Còn nữa? Tại sao Long Thần Điện lại phải phát thảo một kế hoạch như thế? Quan trọng nhất, Triệu Thanh Thanh bắt đầu hoài nghi cái gọi là kế hoạch của Long Thần Điện, rất có thể nó hướng về Hạ Thiên và Thiên Đạo Tổ. Nhưng Triệu Thanh Thanh lại không nghĩ ra mối liên hệ giữa chúng. Vòng tròn này thật sự quá lớn, nếu không phải Triệu Tử Nhi đột nhiên trúng độc, chúng hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì đến nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thanh Thanh tiện tay cầm quyển kịch bản lên. Tên của kịch bản chính là Thiên Mạc Phồn Tinh Song Sinh Hoa. Ban đầu, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua, bởi vì đây chỉ là một kịch bản yêu đương cầu huyết của giới tu tiên khá thịnh hành đương thời. Nhưng khi chậm rãi đọc lại, nàng cảm thấy có chút không được bình thường, lông mày cũng cau chặt.
Triệu Thanh Thanh xem qua tình tiết, sắc mặt thay đổi, nói với Hạ Thiên, sư phụ, người mau đến đây xem kịch bản này đi. Tiên Vân Đại Lục, Thần Tiên Đảo. Sau khi xử lý chính vụ một ngày xong, Cơ Thanh Ảnh cố ý bước vào phòng uống trà nói chuyện phiếm với Nguyệt Thanh Nhã. Chúng ta dường như đã lâu rồi không uống trà cùng nhau. Cơ Thanh Ảnh bưng chén trà, tựa vào khung cửa, đưa mắt nhìn biển mây thác nước đằng xa, có chút cảm khái, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tất nhiên là nhớ, Nguyệt Thanh Nhã ngồi ngay ngắn trong phòng, chậm rãi pha trà, khi đó người mới 12 tuổi. Đúng vậy, ánh mắt Cơ Thanh Ảnh tràn ngập hồi ức, lúc đó phụ hoàng vẫn còn tráng niên, ngoại trừ thái tử, tất cả con cái đều thảy ra bên ngoài, hoặc đến đất phong, hoặc chọn tông môn để tu hành. Thân là công chúa, ta đất nhiên không có đất phong, chỉ có thể vào tông môn tu hành. Cũng may phụ hoàng khá sủng ái ta, cũng không đưa ta đến những nơi quá xa, mà chọn phiếu miểu môn gần Lam Kinh. Cơ Thanh Ảnh nói xong, đột nhiên quay sang nhìn Nguyệt Thanh Nhã, lúc đó, người đã là đệ nhất tiên tử phiếu miểu tiên môn, danh khí không nhỏ trong toàn bộ Tiên Vân Đại Lục, cùng với Dạ Ngọc Mị được xưng là phiếu miểu song sinh hoa. Khi đó, ta thật sự rất hâm mộ mọi người. Gương mặt Nguyệt Thanh Nhã từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Nghe Cơ Thanh Ảnh nói xong, nàng lên tiếng, ta và Tiểu Mị thật ra cũng được xem là sống nương tựa lẫn nhau, cũng chẳng có gì để hâm mộ, đơn giản cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Ngược lại tiểu công chúa Hoàng Triều ngươi, khi tiến vào tông môn đã được sư phụ và các trưởng bối coi trọng. Khi đó, chúng ta cảm thấy không được công bằng. Ha ha, quả nhiên các loại hào quang đều có khó khăn riêng. Cơ Thanh Ảnh cũng không phải là người xuân đau thu buồn. Nàng chỉ tùy ý cảm khái một chút mà thôi, về sau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cho ngươi và Dạ Ngọc Mị trở mặt nhau như thế. Nàng ấy còn rời khỏi tông môn, gia nhập Nhật Nguyệt Ma Tông. À không, bây giờ phải gọi là Nhật Nguyệt Tiên Môn. Cũng chẳng có gì cả. Nguyệt Thanh Nhã cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ, chúng ta cũng không trở mặt, chúng ta có kiên trì riêng của mình, không thể thuyết phục đối phương. Hơn nữa, bây giờ vật đổi sao rời, không có gì đáng nói cả. Chỉ sợ chưa chắc, Cơ Thanh Ảnh cười nhạt, nếu việc này không nói toạc ra, nó vĩnh viễn sẽ là một hạt cát trong lòng các ngươi. Thừa lúc Dạ Ngọc Mị đang ở trái đất, người hãy nói rõ chi tiết cho ta biết đi. Nguyệt Thanh Nhã chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Cơ Thanh Ảnh nói tiếp, có liên quan đến Vấn Thiên Quân sao? Ngươi thật sự muốn biết, Nguyệt Thanh Nhã lẳng lặng nhìn vào mắt Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, đương nhiên. Vậy cũng được, Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên nói, nhưng ta không thể nói cho một mình ngươi biết được. Chờ bọn họ chấp hành nhiệm vụ trở về, ta sẽ kể lại câu chuyện cũ đó cho các ngươi biết. Cơ Thanh Ảnh không phải nhiều chuyện, cũng không phải bức bách Nguyệt Thanh Nhã. Nàng chỉ muốn phá vỡ ngăn cách giữa Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị mà thôi. Có một số việc, nhìn thì giống như vật đổi sao rời, người trong cuộc cũng đã bắt tay giảng hòa, thậm chí giao tình còn bền chặt hơn nữa, nhưng nếu tất cả mọi người đều tránh nhau, ngược lại rất dễ sinh ra sự lạnh nhạt không cần thiết. Tục ngữ có câu, nói thẳng thì không có hại. Cơ nữ hoàng vì Hạ Thiên mà dựng nên một hậu cung hoàn mỹ, hài hòa, có thể nói là tận tâm tận lực. Cũng không biết bọn họ như thế nào, có gặp phiền phức gì hay không. Nguyệt Thanh Nhã hơi lo lắng nói. Cơ Thanh Ảnh lấy lại tinh thần, mỉm cười, đa số bọn họ đều có tu vi độ kiếp kỳ, lại trải qua mấy tháng huấn luyện. Chỉ cần không đụng phải quái vật độ kiếp kỳ, làm gì có vấn đề cơ chứ. Còn nữa, Thiên Vân Đại Lục đã trên trăm vạn năm chưa từng xuất hiện tu tiên giả độ kiếp kỳ hoặc yêu ma gì cả. Cũng phải, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu. Nhưng cũng không vì vậy mà hoàn toàn hết lo, tuy nhiên, thế sự khó liệu. Tiên Vân Đại Lục bao la, yêu vực cũng chưa sạch sẽ, khó có thể nói có yêu ma vương lớn nào xuất hiện hay không. Không sao, Cơ Thanh Ảnh cũng không lo lắng, trấn an, trong tay bọn họ đều có bổn mệnh phù. Nếu bọn họ gặp phải tình trạng không cách nào giải quyết, chúng ta có thể thuấn di qua đó hỗ trợ. Người khác thì ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng Mộng Mộng và Vân Mạn mà thôi. Nguyệt Thanh Nhã nói, tính tình Mộng Mộng quá ham chơi, còn ham chơi hơn cả lão công. Một khi tính ham chơi nổi lên, ngoại trừ lão công, không ai kéo nàng ấy lại được. Chỉ sợ Mộng Mộng sẽ mắc phải một số sai lầm. Ta cảm thấy ngươi lo lắng có chút dư thừa. Cơ Thanh Ảnh mỉm cười nói, chiến lực của Liễu Mộng rất mạnh, ngoại trừ lão công và những lão tu tiên giả như chúng ta, nàng là mạnh nhất, thiên phú chiến đấu cực cao, hiếm có trong toàn bộ Tiên Vân Đại Lục. Cho dù Vạn Quỷ Quật có xảy ra chuyện gì,
gặp phải đại ma đầu ngàn năm, đoán chừng cũng không đủ cho một mình Liễu Mộng chơi. Nguyệt Thanh Nhã tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng cảm thấy buồn cười. Lúc này, Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn vừa lúc đến biên giới Ma Phong quận phía Tây Nam, hướng đến Vạn Quỷ Quật trong truyền thuyết. Vạn Quỷ Quật vốn có tên là Vạn Quy Sơn Mạch, nhưng theo truyền thuyết, cách đây mấy vạn năm, Liên minh Tu Tiên đã lưu đày một số quỷ tu phạm vào Thiên Điều đến đây. Mặc dù tu vi của những người đó đã bị phế nhưng ý thức vẫn còn, dần dần truyền bá quỷ đạo xung quanh, sau đó hình thành Vạn Quỷ Quật. Liễu Mộng nhìn khu rừng như quỷ vực đằng xa, hưng phấn nói, Vạn Quỷ Quật, cái tên nghe thật lợi hại, cũng không biết có quỷ hay không. Nếu không có quỷ, ta sẽ phá hủy cái chỗ chết tiệt này. Vừa dứt lời, giữa không trung vang lên một tiếng quát mắng, khẩu khí lớn thật, dám đến Vạn Quỷ Quật dương oai. Ngươi chán sống rồi sao? Liễu Mộng đưa mắt nhìn chung quanh, chống nạnh khó chịu mắng to, cái tên ngu ngốc nào đang nói chuyện, mau đứng ra cho ta. Ngươi không phải tìm quỷ sao? Ta chính là quỷ, lại còn là quỷ ăn thịt người. Âm thanh sắc nhọn lại cười một tràng cười quái dị, tiểu cô nương, bổn quỷ khuyên ngươi nên sớm biến khỏi Vạn Quỷ Quật. Nếu không, người như ngươi không đủ cho ta ăn một bữa no. Quỷ ăn thịt người, ánh mắt Liễu Mộng sáng lên, lập tức mỉm cười, thật hay giả vậy. Ngươi ăn cho ta xem một chút. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cách đó không xa, bốn cái bóng xuất hiện. Nàng ta bảo chúng ta ăn thịt người, có muốn ăn hay không? Quỷ chán khắc số một hỏi. Đương nhiên ăn rồi, ăn luôn cả hai càng tốt, quỷ khắc số hai gật đầu. Nhưng các nàng đẹp quá, thật sự không nỡ ăn, quỷ khắc số ba lại lắc đầu. Khoan đã, chúng ta là quỷ không sai, nhưng chúng ta trở thành quỷ ăn thịt người từ lúc nào? Quỷ khắc số bốn nghiêng đầu hỏi ba quỷ kia. Không chờ bọn họ thương lượng xong, Liễu Mộng đã phát hiện chỗ ân thân của bọn chúng, lập tức thuấn di đến. Nàng phát hiện đầu bọn chúng rất nhỏ, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, này, ta tìm được các ngươi rồi, bốn tiểu quỷ. Bốn cái bóng xác thực đều là quỷ, nhưng hình thể chỉ lớn bằng ngón cái của người bình thường. Trên đầu mọc hai sừng trâu trong suốt màu đỏ, tay còn cầm cái nĩa tỷ lệ với thân hình. Nhìn thấy Liễu Mộng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, bốn tiểu quỷ thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức chạy tán loạn bốn phía. Đáng tiếc, bọn chúng làm sao cũng không thoát khỏi ma chảo của Liễu Mộng. À, đáng yêu quá, trên trán còn có số lượng. Liễu Mộng vung tay lên, nắm chặt bốn tiểu quỷ trong tay, các ngươi là quỷ thật sao? Tiểu quỷ số một sửng sốt, quay đầu nhìn ba tiểu quỷ khác, nàng hỏi chúng ta có phải quỷ hay không, chúng ta có cần trả lời không? Chúng ta đương nhiên là quỷ, ngươi mau thả chúng ta ra. Tiểu quỷ số 2 tức giận giống lên với Liễu Mộng. Tiểu quỷ số 3 lắc đầu, cực lực phủ nhận, chúng ta không phải quỷ, chúng ta chỉ là tinh linh trong núi. Sợ cái gì chứ, chúng ta chính là quỷ, quỷ canh cổng Vạn Quỷ Quật. Tiểu quỷ số 4 lớn mật thừa nhận, nhưng rất nhanh lại mờ mịt, nhưng nơi này không có cửa, vậy chúng ta là quỷ gì? Ha ha ha, Vân Mạn, ngươi qua đây nhìn đi. Đám tiểu quỷ này rất thú vị. Liễu Mộng nắm bốn tiểu quỷ xông đến lắc lắc xe ngựa Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn đã thành thói quen với tính ham chơi của vị cô này, cảnh giác nhìn chung quanh, ngươi nên quay về đi, nơi này cũng không phải chỗ chơi đùa. Ta không có chơi đùa. Liễu Mộng nghiêm túc nói, ngươi không thấy ta bắt được bốn tên tiểu quỷ sao, vừa lúc có thể hỏi bọn chúng một số tình huống. Ngươi thấy ta thông minh không? Không biết trong rừng còn thứ gì chơi vui nữa không? Đừng đùa nữa, chúng ta còn chuyện chính cần làm. Liễu Vân Mạn đau đầu cau mày, nếu ngươi không nghe lời, ta trở về sẽ mép với Nguyệt tỷ tỷ và Cơ tỷ tỷ. Được rồi, Liễu Mộng nhếch miệng, không cam lòng, nhưng nàng rất kính sợ Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh. Một người kính, một người sợ. Nguyệt Thanh Nhã là Xuân Phong Hóa Vũ, cho nên Liễu Mộng mới sinh lòng kính yêu, còn Cơ Thanh Ảnh trực tiếp thu phục nàng, khiến nàng sinh lòng sợ hãi. Tính tình Liễu Mộng vẫn cứ trẻ con như cũ. Có tính ham chơi nhưng đồng thời vẫn rất biết nghe lời. Sau khi lên xe ngựa, Liễu Mộng rất nhanh quét sạch cảm xúc khó chịu vừa rồi, mở lòng bàn tay ra trước mặt Liễu Vân Mạn, lộ ra bốn con tiểu quỷ bắt được. Vân Mạn, ngươi nhìn đi, bốn con tiểu quỷ này rất đáng yêu. Hình như bọn chúng là tinh linh canh cổng độc nhất vô nhị của Vạn Quỷ Quật. Trước khi đến đây, Liễu Vân Mạn đã nhận được một quyển đồ giám liên quan đến Vạn Quỷ Quật. Nàng đã cẩn thận đọc qua. Chỉ nhìn một chút là nhận ra ngay. Thật sao, Liễu Mộng thả bốn tiểu quỷ xuống lòng bàn tay Liễu Vân Mạn, sau đó lật quyển đồ giám kia.
Tiểu quỷ số 1 nói, bọn họ nhận ra chúng ta có nên thừa nhận hay không? Tiểu quỷ số 2 cẩn thận hơn, chúng ta còn chưa biết bọn họ là địch hay bạn, tốt nhất là nên tùy cơ ứng biến. Tiểu quỷ số 3 lắc đầu, đại vương đã nói qua, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì với người xa lạ. Đánh chết cũng không được nói. Tiểu quỷ số 4 không khỏi lo lắng, nhưng chẳng may bọn họ đánh chết chúng ta thì sao? Ha ha ha, người nghe không, bọn chúng thật đáng yêu. Liễu Mộng nghe được đám tiểu quỷ nói chuyện, tiện tay ném đồ giám sang một bên, phình bụng cười to, ta muốn mang bọn chúng về thần tiên đảo để nuôi dưỡng. Bọn chúng chơi rất vui. Ngươi nên từ bỏ ý niệm này đi. Mặc dù Liễu Vân Mạn cũng cảm thấy bốn tên tiểu quỷ có chút thú vị nhưng nàng vẫn nhắc nhở, bọn chúng là tinh linh địa sinh, nếu rời khỏi khu vực này, bọn chúng sẽ chết ngay lập tức, ngươi không muốn nhìn bọn chúng chết đi chứ. Ta mặc kệ, tóm lại ta muốn dẫn bọn chúng đến thần tiên đảo. Liễu Mộng cau mày, mất hứng nói, ngươi nhất định phải nghĩ cách, nếu không, ta không quay về đâu. Liễu Vân Mạn bó tay, chúng ta vừa mới đến đây, ngươi đã nghĩ đến việc quay về. Nếu chẳng may chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta còn sống hay không mới là vấn đề. Chẳng lẽ quỷ ở đây rất lợi hại? Liễu Mộng lấy lại tinh thần, vậy là có đánh nhau. Quá tốt rồi, ta nhịn đã lâu rồi, đã sớm muốn tìm người đánh một trận cho đã. Liễu Vân Mạn hoàn toàn không có cách nào đối với vị cô bạo lực này. Nàng không thèm quan tâm Liễu Mộng, trước quan sát bốn tiểu quỷ. Tiểu quỷ số 1 nghe Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn nói chuyện với nhau, sợ hãi nói, bọn họ đến đây gây chuyện, đại vương gặp nguy hiểm rồi. Tiểu quỷ khoanh tay, hơi khẩn trương, chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn, sau đó mật báo cho đại vương. Tiểu quỷ số 3 khinh thường nói, các ngươi vội gì chứ, đại vương thiên hạ vô địch, hai nữ nhân này làm sao là đối thủ của đại vương. Tiểu quỷ số 4 cau mày thành hình chữ bát, hơi lo lắng, nhưng đại vương rất háo sắc, nếu chẳng may bị hai nữ nhân này mê hoặc thì làm sao bây giờ. Ba tên tiểu quỷ còn lại nghe xong, như quả bóng xì hơi. Bốn người các ngươi tên gì? Liễu Vân Mạn cũng cảm thấy bốn tên tiểu quỷ này có chút thú vị, nhịn không được liền hỏi, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cơ thể tiểu quỷ số 1 hơi rụt lại, run rẩy nói, chẳng lẽ ngươi muốn hỏi thân phận của chúng ta, sau đó dùng chú thuật giết chết chúng ta? Tiểu quỷ số 2 hỏi ngược lại, trừ phi các ngươi xưng tên ra trước, nếu không, chúng ta cái gì cũng không nói. Tiểu quỷ số 3 cắn răng giơ cái nĩa trong tay lên, ngươi muốn làm gì? Tốt nhất ngươi đừng nên làm loạn, chúng ta rất lợi hại. Tiểu quỷ số 4 khó hiểu nhìn ba huynh đệ của mình, chẳng lẽ bọn họ nói tên xong, chúng ta cái gì cũng nói ra hết sao? Liễu Mộng xích lại gần bốn tiểu quỷ, cười nói, ta tên Liễu Mộng, các ngươi có thể gọi ta là Mộng Mộng Đại Tiên Nữ. Nàng ấy tên Liễu Vân Mạn, tính tình rất xấu, thường xuyên không cho ta chơi, không cho ta ăn. Không cho ta, các ngươi không cần để ý đến nàng ấy. Liễu Vân Mạn im lặng, còn không phải bởi vì ngươi thường hay làm loạn, nếu ta không trông chừng ngươi, nói không chừng đã sớm ngày lên bàn thờ ngồi rồi. Đại tiên nữ, tiểu quỷ số 1 càng sợ hơn, co lại thành một quả cầu, đại vương thường xuyên nói tiên nữ hay ăn thịt tiểu quỷ. Ngươi không được qua đây. Tiểu quỷ số 2 cẩn thận xích lại gần Liễu Mộng, dùng mũi ngửi ngửi, mà cũng không đúng, trên người các ngươi có khí tức. Không giống tiên nữ. Nhưng linh khí trên người các ngươi lại rất đậm, không giống phàm nhân. Thật kỳ lạ. Tiểu quỷ số 3 không kiên nhẫn nổi nữa, cần chi quan tâm bọn họ là ai, tóm lại đại vương đã nói, không được để bất cứ người lạ nào đến gần. Tiểu quỷ số 4 hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ba tiểu quỷ còn lại hiển nhiên không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhìn tiểu quỷ số 4, cùng nhau thở dài. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không phải người xấu. Liễu Vân Mạn mỉm cười, giải thích, chúng ta là sứ giả của phiếu miểu tiên môn, cố tình đến đây để chúc thọ quỷ vương. Tiểu quỷ số 1 không khỏi cao hứng, các ngươi đến chúc thọ đại vương, vậy các ngươi không phải địch nhân rồi. Tiểu quỷ số 2 không tin, đừng có bị lừa, nàng ta đang lừa chúng ta thì sao? Nhất định là có vấn đề. Tiểu quỷ số 3 vẫn hoài nghi, đại vương cũng không nói qua có phát thiếp mời cho phiếu miểu tiên môn. Tiểu quỷ số 4 nói, không phát thiếp mời thì không được đến chúc thọ sao? Ba tiểu quỷ còn lại nghe xong, cảm thấy có lý, con nào cũng ủ rũ. Liễu Mộng mỉm cười nhấc tiểu quỷ số 3 lên, dùng ngón tay chỉ vào miệng của nó, các ngươi đáng yêu quá, nói chuyện đều có trật tự.
nếu ta xáo trộn trình tự nói chuyện của các ngươi, có phải các ngươi sẽ không nói chuyện nữa không? Thả hắn ta ra, ngươi mau thả hắn ta ra. Tiểu quỷ số 1 nằm trên lòng bàn tay Liễu Vân Mạn, thở hổn hển. Tiểu quỷ số 2 khẩn trương vô cùng, ngươi mau thả hắn ta ra. Tiểu quỷ số 3 bị Liễu Mộng bắt muốn nói cái gì đó nhưng đáng tiếc không phát ra được âm thanh nào. Sắc mặt tiểu quỷ số 4 đỏ bừng lên, há to miệng, nửa ngày sau cũng không nói được một chữ, nhìn rất khó chịu. Liễu Mộng cảm thấy đặc biệt thú vị, cười nói, các ngươi đúng là nói chuyện theo trình tự, chơi vui thật, để ta đổi thử một đứa xem sao. Nói là làm, Liễu Mộng bịt miệng 4 tên tiểu quỷ, hoặc bịt mắt bọn chúng, để bọn chúng nói chuyện. Đáng tiếc, đám tiểu quỷ giống như uống say, khi nói chuyện 3 ngược lại 4, mở đầu không có kết thúc, thậm chí còn có tình huống nửa ngày không nói ra lời. Trong thời gian đó, 4 tên tiểu quỷ cũng đã phản kháng qua. Đáng tiếc, linh khí bọn chúng quá yếu, Liễu Mộng dùng một đầu ngón tay cũng có thể hành hạ bọn chúng. Ha ha, chơi vui, chơi rất vui. Liễu Mộng cười lăn lộn trong xe, một chút hình tượng tiên nữ cũng không có. Ngươi đừng làm rộn nữa. Liễu Vân Mạn nhẹ nhàng đánh Liễu Mộng một cái, nếu còn chơi nữa, bọn chúng sẽ bị ngươi đùa đến chết. Nghe xong, Liễu Mộng mới thỏa mãn thu tay lại. 4 vật nhỏ này thật sự chơi rất vui, nàng không cẩn thận thiếu chút nữa chơi quá tay. Món đồ chơi thú vị như thế, nếu không còn chơi được nữa, vậy thì rất đáng tiếc. 4 tiểu quỷ ngã ngồi trong lòng bàn tay Liễu Vân Mạn, không ngừng thở hổn hển, toàn thân không còn khí lực. Nàng ta không phải tiên nữ, nàng ta là ma nữ, so với tam công chúa của chúng ta còn đáng sợ hơn. Tiểu quỷ số 1 khóc giống lên. Mặc dù tiểu quỷ số 2 bị chơi đùa không nhẹ nhưng vẫn nói, chúng ta không thể sợ, chúng ta là quỷ. Tiểu quỷ số 3 bất mãn nói, khóc cái gì? Chúng ta đường đường là quỷ canh cổng đấy. Tiểu quỷ số 4 nhìn không được phàn nàn, không khóc thì chúng ta làm được gì bây giờ? Bọn họ quá lợi hại. 3 tiểu quỷ kia nghe xong, không khỏi than thở. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Liễu Vân Mạn mỉm cười thật ôn hòa, tận lực nói rất chậm rãi, chúng ta đến chúc thọ thật mà. Chúng ta giữ các ngươi lại một chút rồi sẽ thả các ngươi về báo tin. Không thể thả được, ta phát hiện được bọn chúng trước, chúng là của ta. Liễu Mộng cảm thấy không ổn, vội ôm hết 4 tiểu quỷ vào trong bàn tay, gương mặt cảnh giác nhìn Liễu Vân Mạn. Bây giờ 4 tiểu quỷ đã là đồ chơi ưa thích nhất của nàng. Cô, ta thấy nên thả bọn chúng đi thì hơn. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi nói, bọn chúng là quỷ canh cổng, vốn dùng để thông báo thông tin. Nếu chúng ta bắt chúng, quỷ vương biết được, nó sẽ cho rằng chúng ta đến cửa khiêu khích. Ta mặc kệ, tóm lại ta không thả, chúng là của ta. Tính tình con nít của Liễu Mộng lại nổi lên, lại càng nắm chặt 4 tên tiểu quỷ, tên quỷ vương kia muốn hiểu lầm gì thì hiểu lầm, cùng lắm ta đánh nó một trận, sau đó nói đạo lý với nó, hiểu lầm nào cũng giải được hết. Liễu Vân Mạn thật sự phục sát đất loại logic này của Liễu Mộng, giống Hạ Thiên Y như đúc. Bỗng nhiên, từng đám mây đen bay đến, sấm sét cũng ầm ầm vang lên. Một giọng nói uy nghiêm cao giọng quát giữa tầng mây, thật to gan, các ngươi dám bắt giữ quỷ canh cổng của bổn vương. Đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với bổn vương. Đi chết đi. Một xiên thép lộ ra trong đám mây, tiếp theo vô số sấm sét rơi xuống như tia lửa, toàn bộ đánh về phía xe ngựa của Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn. Đường núi hẹp dài, con ngựa kinh hoàng. Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn đã mất chỗ để trốn. Chấm. Ầm ầm ầm. Ngoài cửa sổ, sấm sét lóe sáng. Không bao lâu sau, mưa to như chút nước. Hạ Thiên trước giờ không đọc sách, nhưng bây giờ lại đọc hết quyển kịch bản, đương nhiên hắn đọc cũng rất nhanh. Sư phụ, người viết kịch bản này thật đáng chết, Triệu Thanh Thanh bực tức nói. Kịch bản Thiên Mạc Phồn Tinh Song Sinh Hoa viết về hai tiểu cô nương của hai gia tộc bị hủy diệt ở thần phong dị giới đại lục. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hai người được một môn phái tu tiên lớn nhất của đại lục là Thiên Mạc Tông thu nhận. Hai cô gái, một dịu dàng, một phản nghịch, cho nên cả hai nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt trong môn. Vì thế, một trong hai tiểu cô nương đã mưu phản Thiên Mạc Tông, đầu nhập vào Phồn Tinh Ma Môn đối địch. Nhiều năm sau, khi hai người gặp lại, cả hai đã trở thành kẻ thù một chính một tà. Cuối cùng, cả hai triển khai một trận quyết chiến trên Thiên Mạc Sơn. Kết cục, đó là một trận đại chiến xé rách thời không, cả hai xuyên thẳng đến địa cầu. Hạt giống huyết diệu chính là một đạo cụ quan trọng. Được giới thiệu là một loại tiên đan,
sau khi phục dụng sẽ có tác dụng trường sinh bất tử, kéo dài khí huyết. Đọc qua, thật sự kịch bản không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần là người quen biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, người ta sẽ biết được kịch bản này ám chỉ những gì đã trải qua giữa hai người bọn họ. Trong đó, Thiên Mạc Tông chính là Phiếu Miểu Tiên Môn, còn Phồn Tinh Ma Môn chính là Nhật Nguyệt Tiên Môn. Song Sinh Hoa là chỉ Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên đọc xong kịch bản, khó có lúc trở nên im lặng. Sư phụ, không phải người đang tức giận chứ? Triệu Thanh Thanh thấy cảm xúc của Hạ Thiên thay đổi, không khỏi khuyên nhủ, đây chỉ là một kịch bản thôi mà, nhất định là tác giả viết bừa, người cũng đừng quá để ý. Để ta gọi điện thoại thông báo, cấm bộ phim không được phát sóng trên truyền hình nữa, đồng thời hủy đi kịch bản. Tâm trạng của Hạ Thiên đích thật rất khó chịu, vấn đề nằm ở chỗ mọi chuyện bên trong đều là thật. Cho dù nội dung có hơi cường điệu và thêm thắt, nhưng lại có 7-8 phần tương tự câu chuyện mà Thần Tiên Tỷ Tỷ và Muội Muội Chân Dài đã nói với ta. 7-8 phần tương tự, điều này nói rõ nội dung là thật. Triệu Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc, nhưng chúng ta chưa từng nói chuyện của Nguyệt Tỷ Tỷ và Dạ Tỷ Tỷ ra ngoài mà, tại sao lại có kịch bản này? Dám đem Thần Tiên Tỷ Tỷ và Muội Muội Chân Dài ra để viết, người đó chính là đang tìm chết. Hạ Thiên khó chịu nói, người lập tức tìm cho bằng được người viết kịch bản này, cũng như những người có liên quan đến bộ phim. Điều này dễ xử lý thôi. Triệu Thanh Thanh gật đầu, gọi một vài thành viên Thiên Đạo Tổ đến, các ngươi lập tức mang tất cả những người có liên quan đến bộ phim đến đây. Ồ, Triệu Tổ trưởng, người cũng đang theo dõi bộ phim này sao? Phí Nguyệt nhìn thấy tên kịch bản, mỉm cười nói, bộ phim này gần đây đang rất hot, gần 100 triệu lượt xem trên mạng. Hôm nay, nó đang phát đến một đoạn cao trào, ta đang chờ để xem tiếp đây. Triệu Thanh Thanh cau mày, người đã xem qua bộ phim này sao? Ta đã xem qua, có chuyện gì không? Phí Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Triệu Thanh Thanh không ổn, vội giải thích, Triệu Tổ trưởng, thật ngại quá, ta chỉ dùng thời gian nghỉ ngơi để xem phim, tuyệt không chậm trễ công việc. Ta không có ý trách ngươi, thời gian cá nhân do các ngươi tự quyết định, ta không can thiệp. Triệu Thanh Thanh trấn an hai câu, sau đó ra lệnh cho các thành viên khác đi làm việc. Chỉ giữ lại Phí Nguyệt, nếu ngươi đã xem qua bộ phim này, vừa lúc ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Phí Nguyệt ngẩn người, lại nghĩ đến những người bị bắt mới nãy, hình như có hai nhân vật nữ chính của bộ phim, lập tức lấy lại tinh thần, Triệu Tổ trưởng, có phải bộ phim dính đến nội dung gì mẫn cảm hay không? Ngươi đừng quan tâm chuyện này, Triệu Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề, ngươi có biết biên kịch của bộ phim này là ai không? Ta đã kiểm tra. Nhưng trên mạng lại không có bất kỳ tư liệu gì về biên kịch cả. À, cái này ta biết. Phí Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp, bộ phim này được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng. Tiểu thuyết đã được đăng từ nhiều năm trước, tác giả tên là Tàng Long Đảo Chủ. Khi đó người này không hề có danh tiếng gì, đầu năm nay đột nhiên nổi lên, sau đó bán bản quyền quyển tiểu thuyết, còn viết cả kịch bản. Tàng Long Đảo Chủ, chẳng lẽ hắn ta đang ở Tàng Long Đảo thành phố Giang Hải? Triệu Thanh Thanh bắt đầu nghi ngờ, còn tin tức nào khác nữa không? Còn chứ, bộ phim sẽ tiếp tục được khởi quay phần 2. Phí Nguyệt hơi do dự, nhưng nghe nói phần 2 sẽ viết về hai nhân vật nữ chính xuyên đến trái đất, còn có thêm một nam chính, cốt truyện biến thành hậu cung, có vẻ người hâm mộ không được hài lòng cho lắm. Hạ Thiên khó chịu, ai dám không hài lòng? À, Phí Nguyệt không biết vì sao Hạ Thiên lại tức giận, bị hắn nói làm giật cả mình, cái này. Ta nói lung tung thôi. Được rồi, không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi xuống đi. Triệu Thanh Thanh đương nhiên biết vì sao Hạ Thiên lại tức giận. Nam chính trong phần 2 hiển nhiên là ám chỉ Hạ Thiên hắn. Nàng vào mạng tìm quyển tiểu thuyết, nhưng phần 2 còn chưa viết. Nội dung quyển tiểu thuyết phần 1 hoàn toàn không khác gì kịch bản bao nhiêu, đúng là lạ, vì sao Tàng Long đảo chủ này lại biết rõ ràng chuyện của sư phụ ngươi thế. Tìm người hỏi là biết ngay thôi. Hạ Thiên hờ hững đáp. Triệu Thanh Thanh hơi chần chừ, bây giờ chúng ta còn chưa biết người kia là ai, về phần người đó có ở Tàng Long Đảo hay không cũng không xác định. Không cần xác định, Hạ Thiên đã quyết, chậm rãi nói, để ta tìm là được. Triệu Thanh Thanh sửng sốt, sư phụ, không phải ngươi muốn. Nàng còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã biến mất không thấy đâu. Triệu Thanh Thanh lo lắng Hạ Thiên sẽ làm loạn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại. Nàng quyết định gọi điện thoại cho Y Tiểu Âm. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động liên lạc với Y Tiểu Âm. Mặc dù tâm trạng không được vui cho lắm, nhưng chỉ cần tốt cho Hạ Thiên là được, cái khác không cần quan tâm.
Này, tìm ta có việc gì? Giọng điệu của Y Tiểu Âm vẫn không mặn không nhạt. Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng gạt được những khúc mắc trong lòng sang một bên, thuật lại mọi chuyện một lần, sau đó nhấn mạnh, sư phụ đến Giang Hải, có thể là đến Tàng Long Đảo. Ta không yên tâm cho lắm, người hãy đến đó kiểm tra thử xem. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, hắn tự có phân tắc, người không cần lo lắng. Đây không phải là chuyện phân tắc hay không? Triệu Thanh Thanh bất mãn nói, ta sợ sư phụ tức điên lên mà thôi. Còn chuyện khác, liên quan gì đến ta? Ta biết rồi, Y Tiểu Âm hiểu ý của Triệu Thanh Thanh, nhưng nàng không tán đồng. Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng người khác thì khó nói. Suy tính vài giây, nàng quyết định đến Tàng Long Đảo chờ Hạ Thiên. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Hạ Thiên đã đến Giang Hải, sau đó ngựa không dừng vó chạy đến Tàng Long Đảo. Người vội vã chạy đến Giang Hải là để làm gì? Y Tiểu Âm xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. À, vợ y, tại sao nàng lại ở đây? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Y Tiểu Âm, có phải Thanh Thanh nha đầu gọi điện thoại cho nàng không? Y Tiểu Âm nhẹ gật đầu, ta biết ngươi rất tức giận nhưng ngươi đừng làm loạn. Có không ít người trên Tàng Long Đảo, bọn họ đều là người vô tội. Cái gì là vô tội? Sao ta nghe giống như ta muốn đến giết người thế? Hạ Thiên ngáp một cái, vợ y, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta không có giận, ta chỉ đến tìm tên kia hỏi một số chuyện mà thôi. Ngươi xác định? Y Tiểu Âm không tin. Hạ Thiên rất coi trọng Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị. Hắn biết rất rõ tất cả nữ nhân của hắn. Bây giờ lại có người viết tiểu thuyết về bọn họ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho người đó. Nhớ năm đó, có người chê thần tiên tỷ tỷ của hắn hai câu đã bị hắn phế đi. Hạ Thiên cười nói, vợ y, người cũng biết, con người ta từ trước đến nay phản đối bạo lực, lúc nào cũng lấy lý phục người. Có quỷ mới tin ngươi. Y Tiểu Âm không nhìn được nói lại một câu, nhưng Hạ Thiên đã nói như thế, hẳn sẽ không có hành động gì lớn. Rất nhanh, hai người đã đến trên không Tàng Long Đảo. Hạ Thiên thả ra thần thức, ánh mắt phủ kín tất cả mọi người có mặt bên trong khu vực, đột nhiên lớn tiếng giống to. Ai là Tàng Long Đảo chủ? Trên Tàng Long Đảo, tất cả mọi người đột nhiên bị chấn động bởi một tiếng hét lớn, màng nhĩ thiếu chút nữa bị phá rách. Đa số người đều cảm thấy nghi ngờ. Vội nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trong đó có một thanh niên đẹp trai đang ngồi gõ chữ như bay trong phòng, nghe được tiếng quát, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính là hắn ta, thần thức Hạ Thiên bắt được biến hóa trên nét mặt người này, lập tức vọt đến tòa nhà kia. Y Tiểu Âm đành phải đi theo. Thanh niên đẹp trai còn chưa lấy lại tinh thần, trong căn phòng đột nhiên xuất hiện một nam một nữ xa lạ. Người nam tướng mạo bình thường, nhưng người nữ lại đẹp đến mức giống như tiên nữ hạ phàm. Hai người này tất nhiên là Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Ngươi chính là Tàng Long Đảo chủ. Hạ Thiên quan sát người thanh niên, lông mày không khỏi cau chặt. Hắn ghét nhất là những người đẹp trai, nhất là những người thiếu chút nữa đuổi kịp hắn. Thanh niên nam tử sửng sốt vài giây, ánh mắt cảnh giác nhìn hai vị khách không mời mà đến, các ngươi là ai? Các ngươi vào bằng cách nào? Bây giờ ta đang hỏi ngươi đấy. Hạ Thiên khó chịu nói, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ đánh ngươi. Thanh niên nam tử đành phải gật đầu, đúng, Tàng Long Đảo chủ chính là bút danh của ta, nhưng ta chưa từng tiết lộ thân phận và địa chỉ của mình ra ngoài, tại sao các người lại biết? Đúng ngươi là được rồi. Hạ Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời. Nếu ngươi có một câu nói dối nào, ta sẽ đánh ngươi. Tàng Long Đảo chủ khó chịu nói, ngươi dựa vào cái gì? Ta còn chưa tố cáo các ngươi tự tiện xông vào nhà dân. Nếu ngươi không muốn chịu đau, ngươi nên làm theo lời hắn đi. Y Tiểu Âm có lòng tốt khuyên can, hắn tên Hạ Thiên, ta tên Y Tiểu Âm. Nếu sau này ngươi muốn khiếu nại, ngươi có thể đến Cao Ốc Thần Y tìm chúng ta. Hạ Thiên, Y Tiểu Âm, Tàng Long Đảo chủ là người Giang Hải, tất nhiên cũng đã nghe qua tên của cả hai, không phải chứ? Các ngươi tìm ta làm gì? Ta chỉ là một người viết tiểu thuyết thôi mà. Hạ Thiên ngáp một cái, nói thẳng, ta tìm ngươi đương nhiên là vì ngươi viết tiểu thuyết. Thế nào, tập đoàn thần y của ngươi cũng muốn làm phim? Tàng Long Đảo chủ nghe xong, ngược lại cảm thấy hứng thú, trong tay ta đích thật còn mấy quyển tiểu thuyết, ngoại trừ quyển đã bán bản quyền, ta còn quyển tiểu thuyết hay có tên là Hộ Hoa Cao. Im miệng, ta chẳng có hứng thú nói mấy thứ này với ngươi.
Hạ Thiên mất kiên nhẫn, ta muốn hỏi cái quyển thiên mạc cái gì hoa đấy. Y Tiểu Âm lười Hạ Thiên một chút, sau đó bổ sung, thiên mạc phồn tinh song sinh hoa. À, là quyển này sao? Các ngươi đến muộn rồi. Tàng Long đảo chủ tiếc nuối giang hai tay, quyển sách này đã được một công ty giải trí mua đứt. Bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền tất cả các tập, phiên ngoại, còn có nội dung cải biên. Ta không thể nào viết tiếp hoặc viết ngoại truyện được nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không hỏi ngươi cái này. Vậy rốt cuộc các ngươi muốn hỏi cái gì? Tàng Long đảo chủ lấy làm lạ nhìn đôi nam nữ trước mặt, hơn nửa đêm các ngươi đến là để trêu chọc ta sao? Ta còn phải viết bản thảo cho kịp. Sắp đến cuối tháng rồi, nếu ta không giao đủ bản thảo, ta không cần viết tiểu thuyết nữa. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, tất cả tổn thất của ngươi, chúng ta sẽ thanh toán gấp 10000 lần. Ta chỉ cần chút thời gian của ngươi, có thể chứ? Không thành vấn đề, Tàng Long đảo chủ lập tức mỉm cười, nghiêm túc nói, các ngươi chỉ cần đưa tiền, đừng nói chậm trễ thời gian, ngay cả người của ta, khụ, các ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi. Y Tiểu Âm sợ Hạ Thiên hỏi chưa được vài câu đã tức giận, vội chủ động hỏi trước, ngươi làm sao viết được kịch bản của quyển sách đó? Kịch bản nào? À, ngươi nói là song sinh hoa sao? Tàng Long đảo chủ xoa cằm, nhớ lại 2-3 giây, sau đó nói, ta nhớ ra rồi, quyển tiểu thuyết đó là văn bản tùy chỉnh, không phải ý tưởng của ta. Ai hướng ngươi tùy chỉnh như thế? Tàng Long đảo chủ cười nói, là phòng làm việc Long Thần Điện gọi đến cho ta. Bọn họ nói muốn tạo ra một thế giới quan mới, cái gì là chúa tể của những chiếc nhẫn phương Đông, sau đó yêu cầu ta viết một quyển tiểu thuyết. Về sau, bọn họ sẽ tìm một số đại thần bạch kim hoàn thiện cố sự quyển tiểu thuyết cho thế giới xem. Ta nghe xong, cho rằng bọn họ đang nói mò, nhưng bọn họ chịu bỏ tiền thì ta đồng ý thôi. Y Tiểu Âm nghi hoặc hỏi, Long Thần Điện. Long Thần Điện không phải phòng làm việc. Hạ Thiên thuận miệng giải thích cho Y Tiểu Âm, đó là một tổ chức không khác gì Thiên Đạo Tổ. Gần đây bọn họ luôn nhằm vào ta, đã bị ta tiêu diệt, nhưng cái tên Long Thần ngu ngốc kia không có ở đó. Bằng không, ta đã đánh cho hắn ta một trận rồi. Tàng Long đảo chủ nghe không hiểu Hạ Thiên đang nói gì, đành phải cười nhẹ. Y Tiểu Âm im lặng một chút, sau đó hỏi tiếp, người có phương thức liên lạc với phòng làm việc Long Thần Điện không? Có chứ, chúng ta còn gặp mặt nhau. Bọn họ có văn phòng làm việc tại Giang Hải, còn cho ta danh thiếp, để ta đưa cho ngươi. Tàng Long đảo chủ thích nhất nghe lời mỹ nữ. Hắn ta mở tủ đảo một hồi, một lát sau mới lôi ra được một tấm danh thiếp, chính là cái này. Được rồi, Y Tiểu Âm liếc qua, nhớ kỹ tin tức trên danh thiếp. Hạ Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy. Hắn hỏi, bản thảo quyển sách kia đâu? Trong máy tính của ta, ngươi muốn xem sao, ta có thể gửi cho ngươi một bản. Tàng Long đảo chủ không biết Hạ Thiên hỏi là có ý gì, đành phải trả lời. Ta chẳng hứng, còn nữa, về sau ngươi đừng viết tiểu thuyết nữa, một chữ cũng không cho phép viết. Hạ Thiên nói xong một câu, sau đó biến mất ngay lập tức. Tàng Long đảo chủ có chút khó nói, đại ca, ta là tác giả tiểu thuyết mạng, dựa vào gõ chữ để nuôi sống cả nhà. Không gõ nữa, ngươi nuôi ta sao? Hạ Thiên lười trả lời thêm, biến mất chẳng thấy đâu. Hắn nói như thế nào thì ngươi cứ làm như thế đó. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, hy vọng chuyện hôm nay không làm khó ngươi. Tất cả các phí tổn, lát nữa sẽ có tập đoàn thần y gọi cho ngươi. Nói xong, nàng cũng biến mất không thấy đâu. Tàng Long đảo chủ mở to mắt nhìn, cảm giác giống như thấy quỷ. À, không đúng, chắc là gặp thần. Một lát sau, hắn ta khôi phục tinh thần, hô ra ngoài cửa sổ, các ngươi không định mua quyển khác sao? Ta có mấy quyển tiểu thuyết không tệ, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn. Ta bán phá giá dọn kho, người có cần suy nghĩ thêm không? Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, không có ai trả lời. Hai, vừa rồi không phải nằm mơ chứ? Được rồi, ta đi gõ chữ thôi, mấy ngày nữa phải giao bản thảo rồi. Tàng Long đảo chủ hơn nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, vỗ vào mặt của mình, sau đó trở lại trước máy tính. Hắn ta đang định gõ chữ. Kết quả nhìn lại, màn hình máy tính đen thui, sau đó CPU truyền đến mùi cháy khét. A, tiêu rồi, bản thảo của ta, máy tính của ta, lần này mất sạch rồi. Reng reng, điện thoại di động vang lên một tin nhắn. Tàng Long đảo chủ lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Ngân hàng Công Thương, ồ, tập đoàn thần y đúng là gửi tiền cho ta. Để xem bao nhiêu, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100, a.
để ta đếm lại lần nữa, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn, mẹ nó, 500 triệu. Con mắt Tàng Long đảo chủ như muốn lồi ra, hắn ta quay lại đập máy tính một cái, còn viết tiểu thuyết cái rắm gì nữa. Viết tiểu thuyết chỉ có một con đường chết. Một bên khác, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm rời khỏi Tàng Long đảo, đến thẳng phòng làm việc Long Thần Điện. Về phần vận mệnh của Tàng Long đảo chủ như thế nào, bọn họ không quan tâm. Chính là chỗ này, Hạ Thiên đứng trên đỉnh một cao ốc, nhìn văn phòng tòa nhà đối diện. Y Tiểu Âm gật đầu, chính là chỗ này, người định làm gì? Còn làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng, nắm đấm đánh ra, cứ làm như vậy đi. Bành! Tầng lầu tòa nhà đối diện trong nháy mắt nổ tung. Y Tiểu Âm cũng không ra tay ngăn cản Hạ Thiên, nàng nhìn thấy bên trong tầng lầu này chỉ có một người, trên thân người này có khí tức quỷ dị ba động. Cho nên, nàng chỉ gom lại những vật dụng nguy hiểm như kính vỡ, xi măng và cốt thép di chuyển đến một ngọn núi hoang gần đó. Ha ha ha, không nghĩ đến lại để cho ngươi tìm được đến nơi này. Một bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, nhưng chiến trận này có phải chơi hơi lớn rồi không? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn người đến, người bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Hạ Thiên, không phải chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi sao, ngươi cần chi phải tức giận đến như vậy? Người đến đắc ý, trêu chọc Hạ Thiên, huống chi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta lại biết rõ chuyện của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị đến như vậy sao? Ta chẳng hứng thú muốn biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bây giờ ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Người đến khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng, ta không phải đối thủ của ngươi, chịu không được một quyền hai cước của ngươi đâu. À, lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã đánh một quyền vào mặt người này. Người này giống như quả đạn pháo bay ra ngoài mấy ngàn mét, nặng nề đập vào ngọn núi hoang, tạo thành một cái hố cực lớn. Vẫn còn chưa xong đâu, ngươi đừng giả bộ chết, Hạ Thiên nói. Vèo một tiếng, một người nhảy lên từ trong cái hố, nói với Hạ Thiên, này. Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Bành! Trả lời hắn ta vẫn là nắm đấm của Hạ Thiên. Hắn ta không cách nào né tránh. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng lão tử là con mèo bệnh, mặc cho ngươi đánh. Người kia hiển nhiên đã nóng lên, vận linh khí quanh thân, một chưởng đánh tới Hạ Thiên. Một chưởng này mang theo linh khí và thần uy khổng lồ, thậm chí sau lưng người kia còn hiện ra một hư ảnh cực lớn, giống như tiên Phật hàng thế. Làm màu, chẳng khác nào cái rắm. Hạ Thiên nhếch miệng, giơ cao nắm đấm chẳng có gì đặc biệt, đập thẳng vào mặt đối phương. Bành! Người kia một lần nữa bị đánh vào trong hố, nhưng lần này dường như không bò dậy nổi. Cũng thú vị đấy nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Qua một hồi lâu, một âm thanh từ trong hố sâu truyền ra, tràn ngập khiêu khích và khinh thường, ngươi chẳng hợp với lời đồn gì cả. Chút sức mạnh đó đoán chừng cũng chỉ trên dưới Nguyên Anh kỳ mà thôi. Hạ Thiên! Người đang thụt lùi rồi đấy. Y Tiểu Âm bay đến, chỉ thấy người kia nằm dưới đáy hố, gương mặt chỉ toàn là nụ cười giễu cợt. Người rốt cuộc là ai? Y Tiểu Âm cảm thấy người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Người kia mỉm cười, chậm rãi trả lời, ta chính là Hắc Y Long Thần Tiêu Thiên Địch của Long Thần Điện. Về phần vì sao ta gọi là Thiên Địch, bởi vì trên thế giới đã không còn ai là đối thủ của ta, cho nên ta chỉ có thể là địch với trời. Là địch với trời. Y Tiểu Âm không khỏi liếc nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên hiểu được một câu hai nghĩa của đối phương. Đừng có khoác lác, Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Ngươi không tin cũng không sao, bây giờ cũng không quan trọng. Tiêu Thiên Địch mỉm cười đắc ý, khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, nếu các ngươi đã tìm được ta, vậy ta có thể giải đáp một số nghi hoặc của các ngươi muốn biết cái gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái gì cũng chẳng muốn biết. Ta chỉ muốn xử lý tên ngớ ngẩn ngươi mà thôi. Không được rồi, bởi vì bây giờ ngươi làm không được. Tiêu Thiên Địch lắc đầu tiếc nuối, nếu ngươi có được tu vi độ kiếp kỳ, không, cho dù là tu vi hóa thần kỳ, giết ta là chuyện rất dễ dàng, nhưng bây giờ ngươi có sao? Giết ngươi không cần đến tu vi, một cây châm là đủ rồi. Hạ Thiên khinh thường nói. Tiêu Thiên Địch im lặng, ngươi thật sự cho rằng nghịch thiên bát châm là vạn năng sao? Có vạn năng hay không, người rất nhanh sẽ biết thôi. Hạ Thiên cũng lười nói nhảm, cầm ngân châm đâm tới Tiêu Thiên Địch. Tiêu Thiên Địch chào phúng, giữa chúng ta cách nhau mấy trăm mét, châm của ngươi không phải hơi ngắn sao? Huống chi, ta chưa chắc sẽ đứng im tại chỗ cho ngươi châm, a.
Hắn ta còn chưa dứt lời, sắc mặt đã thay đổi. Hắn ta thật sự cảm nhận được ngân châm đâm vào cơ thể của hắn ta, nhưng Hạ Thiên vẫn đứng cách đó mấy trăm mét, hơn nữa còn không dùng công pháp thuấn di, cũng không hề dùng pháp thuật cổ quái nào, chỉ cách không điểm nhẹ một cái, hắn ta đã trúng chiêu. Thú vị đây, lúc này mới có chút thú vị. Tiêu Thiên Địch chẳng những không sợ, ánh mắt còn sáng lên, Hạ Thiên, người đúng là một thiên tài. Đây chính là nghịch thiên bát châm sao? Hạ Thiên hờ hững đáp, đây là châm ngoại châm mà ta ngộ được, người hãy cảm nhận một chút đi. Nào, tăng thêm cường độ cho ta đi. Tiêu Thiên Địch không những không giận mà còn lấy làm mừng, bắt đầu tập trung cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể. Rõ ràng mỗi một giây đều đau đớn vạn phần, nhưng gương mặt của hắn ta lại lộ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Lại thêm một tên biến thái. Y Tiểu Âm lắc đầu, không nói nên lời. Tiêu Thiên Địch đột nhiên xé toạc quần áo trên người, lộ ra thân trên trần trụi, chỉ thấy ngực, bụng và lưng của hắn ta phủ kín những chiếc vảy đỏ thẫm giao nhau. Những chiếc vảy này còn không ngừng sinh sôi, giống như măng mọc sau cơn mưa, chậm rãi chui ra khỏi làn da. Càng đau đớn, ta lại càng mạnh. Vẻ mặt Tiêu Thiên Địch chỉ tràn đầy hưng phấn. Hắn ta nhảy lên khỏi cái hố, toàn thân tản ra khí thức màu đỏ đen, ngạo nghễ nhìn Hạ Thiên, nào, đến đây đi, để ta xem ngươi mạnh đến cỡ nào, có đủ tư cách làm đối thủ của ta không. Hạ Thiên, ngươi đừng lo lắng, hắn ta đang cố ý chọc giận ngươi. Y Tiểu Âm nhắc nhở, hắn ta đang tu luyện công pháp đặc biệt nào đó, bên trong nhất định có cạm bẫy, ngươi đừng bị mắc lừa. Hạ Thiên nhếch miệng, bị lừa cũng chẳng sao. Dù sao, hắn ta dám mang thần tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài ra để viết, hắn ta tuyệt đối phải chết, chẳng có bất kỳ ngoại lệ nào. Ha ha ha, thật ra ta cảm thấy kịch bản đó cũng không tệ. Tiêu Thiên Địch xoa cằm của mình, quên nói một chút, thân phận bình thường của ta chính là biên kịch của bộ phim Thiên Mạn Phồn Tinh Song Sinh Hoa. Đó chính là tâm huyết 10 năm của ta, đặc biệt tạo ra vì ngươi, còn có hai vị tiên tử kia nữa, chẳng lẽ ngươi không thích? Là ai đã nói cho ngươi biết những chuyện đó? Hạ Thiên nhìn người này, khó chịu nói ra, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái hơn. Tiêu Thiên Địch lắc đầu, vẫn chưa đến lúc, ngươi quá yếu, có một số việc nói cho ngươi biết cũng uổng công mà thôi. Ngươi tốn nhiều công sức như vậy, ngươi muốn làm gì? Y Tiểu Âm khó hiểu hỏi. Mục tiêu thật sự của ta là dẫn Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị ra. Thực lực hai người bọn họ chắc là đủ. Tiêu Thiên Địch lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc hai người bọn họ không chịu lộ diện, nhất là trong khoảng thời gian này giống như biến mất. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn, đành phải làm như thế. Không đúng, Y Tiểu Âm nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói, vừa nãy ngươi mới nói, ngươi đã bắt đầu viết kịch bản từ 10 năm trước, khi đó tại sao ngươi lại biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị? Hơn nữa, lúc đó bọn họ đang ở Thần Tiên Đảo, với bản lãnh của ngươi, muốn tìm bọn họ cũng không khó. Cần chi vẽ vời thêm chuyện, gây thêm phiền phức chứ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiêu Thiên Địch mỉm cười, 10 năm trước, khi ta còn ở nước ngoài, ta chẳng biết Thần Tiên Đảo là gì, nhưng cái tên Hạ Thiên lại như sét đánh bên tai. Nói cách khác, thật ra ngươi hoàn toàn không biết chuyện xưa của bọn họ. Y Tiểu Âm lạnh giọng hỏi, là có người nói cho ngươi biết? Đúng, là người khác nói cho ta biết chuyện xưa của bọn họ. Tiêu Thiên Địch nhẹ gật đầu, khi đó, ta chỉ là lính đánh thuê, bởi vì bị nội gian bán đứng phục kích, bị trọng thương thì không nói, ta còn bị bắt giam trong một ngọn hải đăng. Ban đầu, ta còn tưởng rằng ta sẽ ở trong tù cả đời, kết quả ta gặp một cao nhân. Nhờ người đó chỉ điểm, ta đã trở thành một tu tiên giả. Đương nhiên, ông ta giúp ta là có điều kiện. Y Tiểu Âm đã có phán đoán trong lòng nhưng vẫn hỏi, điều kiện gì? Chính là muốn gặp lại Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị một lần. Tiêu Thiên Địch cười khẽ, nói tiếp, ta chịu ân huệ lớn đến như vậy của sư phụ, ta đương nhiên phải báo đáp rồi. Sau khi về nước, ta còn có chuyện khác cần xử lý, không thể tìm bọn họ, nhưng ta cũng không thể không làm gì. Vì thế, ta đã chỉnh sửa lại câu chuyện của bọn họ, giao cho một tác giả mạng, để hắn ta viết một quyển tiểu thuyết trên mạng. Y Tiểu Âm cười lạnh, tại sao bây giờ ngươi còn quay thành phim, cố tình dẫn Hạ Thiên hiện thân? Trước kia ta biết sự tồn tại của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, cho nên ta không vội, nhưng bây giờ ta lại cảm giác bọn họ không tồn tại. Tiêu Thiên Địch nhìn Hạ Thiên, là ngươi giấu bọn họ hay là bọn họ đã đến nơi khác? Hạ Thiên lười biếng đáp, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan,
Tiêu Thiên Địch nở nụ cười như có như không, ta cũng chẳng thích đi vòng vo. Ta biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị đến từ Tiên Vân Đại Lục. Ở đó là thế giới của tu tiên giả. Nói như vậy, trái đất đã không dung được ta. Muốn trường sinh bất tử, ta nhất định phải đến thế giới đó để nhìn xem. Chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi, Hạ Thiên khinh thường nói. Để ta cho ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của ta. Tiêu Thiên Địch đột nhiên đưa tay trái về phía hư không, vì sao ta có danh xưng Long Thần? Hạ Thiên, ngươi hãy mở to mắt nhìn cho kỹ. Dứt lời, một làn nước tràn vào từ mọi hướng, những lớp mây dày đặc dần dần ngưng tụ trong không khí. Rồng, có thể nâng mây lái sương mù, xua mưa sấm sét, uy chấn hoàn vũ, vô địch thiên hạ. Trong lòng bàn tay Tiêu Thiên Địch xuất hiện một chút ánh sáng lạnh lẽo, bên ngoài ánh sáng còn có một tầng hơi nước, đi. Một tiếng thét ra lệnh, tất cả nước trong hồ, sông trong bán kính ngàn dặm được kết dính lại với nhau, biến thành rễ cây và mũi tên bắn về phía Hạ Thiên. Điều đáng sợ hơn chính là trong mỗi cây thủy tiễn đều ẩn chứa lôi ý. Vợ y, nàng tránh ra một chút, Hạ Thiên cau mày nói với Y Tiểu Âm. Ngươi cũng phải cẩn thận, Y Tiểu Âm cũng không hỏi nhiều, lập tức thối lui hơn ngàn mét nhưng vẫn để mắt đến Hạ Thiên. Nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm, nàng sẽ kịp thời ra tay giúp đỡ. Vừa mới thối lui, Y Tiểu Âm đã nhìn thấy cả người Hạ Thiên bị hơi nước cuốn lấy. Rất nhiều lôi ti lấp lóe bên trong, tình huống không được lạc quan cho lắm. Tiêu Thiên Địch cuồng tiếu không thôi, không ngừng rót lôi ý vào trong vòng nước, ha ha ha, Hạ Thiên, sau khi cảnh giới của ngươi bị thụt lùi, thực lực của ngươi yếu đến mức đó sao? Muốn giữ vững danh tiếng đúng là khó. Trong vòng nước, lôi ý dần dần tràn ngập, gần như không nhìn thấy thân hình Hạ Thiên. Nếu ngươi còn không ra tay, ngươi sẽ phải chết. Nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Địch càng lúc càng đậm, lòng bàn tay lại ngưng một vòng nước, ngươi đừng tưởng ta nói đùa. Không ai có thể chống lại được hai lôi nộ thủy lao của ta. Nếu ngươi chỉ có loại pháp thuật dở tệ này, ngươi có bao nhiêu thì cứ dùng bấy nhiêu, đừng khách sáo. Lúc này, giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên sau lưng. Tiêu Thiên Địch khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi, lách mình lui mấy trăm mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tại sao ngươi lại ra được? Không phải là vấn đề ra được hay không, mà là ánh mắt của ngươi có vấn đề, mắt của ngươi bị lệch. Hạ Thiên lại ngáp một cái, trong trường hợp của ngươi, mắt của ngươi có thể hiến tặng được rồi. Tiêu Thiên Địch hiển nhiên không tin lý do của Hạ Thiên, tuyệt đối không thể nào. Ngươi nhất định đã dùng pháp thuật nào đó để né tránh, vì sao ngươi không dám thừa nhận? Xem ra mắt của ngươi không chỉ có vấn đề mà đầu óc của ngươi cũng có vấn đề. Hạ Thiên nói, với chút thực lực đó của ngươi mà đòi là địch với trời, thật tức cười. Ha ha ha, chỉ tránh được của ta một kích lại cuồng vọng đến như vậy, ngươi làm ta thất vọng quá. Tiêu Thiên Địch thở dài một tiếng, nói với Hạ Thiên, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị ở đâu, tha cho ngươi một mạng không phải là không thể. Ta không có dự định tha cho ngươi một mạng, Hạ Thiên nói, dám mang thần tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài ra làm trò đùa, ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không? Tiêu Thiên Địch lại cười to, nếu đã như vậy, chúng ta cứ so thực hư, xem ai mới là vô địch thiên hạ chân chính. Hắn ta khoát tay, thủy vực mấy ngàn mét giống như sống lại, ngưng tụ thành một con cự long, thiên uy lẫm lẫm phóng đến Hạ Thiên. Đương nhiên là ta rồi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Ngân châm giữ ngón tay chậm rãi đưa ra ngoài, ngươi hoàn toàn không có tư cách đánh đồng với ta, ngươi nên dứt khoát đi chết đi. Thật sao, Tiêu Thiên Địch cười lạnh không thôi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, bóp quyền đánh tới. Bóp, Hạ Thiên vuốt vuốt nắm đấm, mỉm cười bình luận, khí lực quá nhỏ, tốc độ quá chậm, nắm đấm của ngươi giống như màn thầu, ngay cả kiến cũng đánh không chết. Thật sao, Tiêu Thiên Địch cũng không tức giận. Ngược lại còn nở nụ cười, ta chỉ tìm cơ hội tiến gần đến ngươi mà thôi. Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta đã đủ, ta xem ngươi còn trốn như thế nào nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, trốn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngươi có cao chiêu gì thì cứ việc dùng, ta chờ. Lôi nộ thủy lao, khóa cho ta. Tiêu Thiên Địch quát lớn một tiếng, chỉ thấy hơi nước vô tận trong nháy mắt xông lên từ mọi hướng, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, bao vây phạm vi mấy thước xung quanh Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng trước vòng nước, gương mặt vẫn hờ hững, trình độ của ngươi chỉ bấy nhiêu thôi sao? Đương nhiên không chỉ bấy nhiêu, vẫn còn có thứ tốt hơn. Tiêu Thiên Địch cho rằng Hạ Thiên đang làm bộ làm tịch,
vung tay triệu hồi sấm sét, để ta cho ngươi nếm thử sấm sét. Luồng sấm sét kia lập tức tan vào trong vòng nước, giống như nước lạnh tưới lên dầu nóng. Vòng nước sôi trào lên, sấm sét hóa ti, cuồng tẩu bên trong vòng nước, xuyên thẳng tới lui trong ngoài cơ thể Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Tiêu Thiên Địch mỉm cười hài lòng, có chút châm chọc, chưa đầy 3 phút, linh khí, gân mạch, thậm chí là huyết nhục, xương cốt của ngươi sẽ bị tan chảy, biến thành vũng máu. Bây giờ ngươi cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Nói xong, hắn ta quay đầu nói với Y Tiểu Âm, ta thấy ngươi tu vi cũng không thấp, ngươi thật sự không có ý định ra tay sao? Nếu chậm trễ một chút nữa, Hạ Thiên sẽ không còn đâu. Y Tiểu Âm vẫn rất có lòng tin đối với Hạ Thiên, thành ra nàng không phản ứng Tiêu Thiên Địch, ngươi cao hứng quá sớm rồi đấy. Sớm sao? Tiêu Thiên Địch mỉm cười đắc ý, thật ra đã là muộn rồi. Nếu sớm biết cảnh giới của hắn bị giảm xuống thành như thế, ta không cần phải đi một vòng tròn lớn đến như vậy. Nghe câu nói này của ngươi, ta thấy ngươi chỉ là một kẻ lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Y Tiểu Âm không e dè vạch trần, khi hai người Nguyệt Thanh Nhã còn ở đây, ngươi không dám xuất hiện. Khi Hạ Thiên cường đại, ngươi cũng không dám xuất hiện. Cho dù ngươi đoán được hai người Nguyệt Thanh Nhã đã đến Tiên Vân Đại Lục, thực lực Hạ Thiên suy yếu một mảng lớn, ngươi cũng chỉ dám dùng loại thủ đoạn này dẫn hắn xuất hiện. Ngươi có tư cách gì nói ngươi là địch với trời? Ngươi im miệng đi, Tiêu Thiên Địch tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Y Tiểu Âm, tin hay không, ngươi chờ ta giải quyết xong Hạ Thiên, kế tiếp ta sẽ giết ngươi. Một âm thanh lười biếng một lần nữa vang lên sau lưng Tiêu Thiên Địch, ngươi muốn giết ai? Không thể nào, Tiêu Thiên Địch không quay người lại, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ khó tin, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm như cũ, nhất định là ngươi đang dùng thủ đoạn nào đó, muốn gạt ta quay người, sau đó đánh lén ta, đúng không? Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Địch đột nhiên cảm thấy lạnh sau lưng, không khỏi cả kinh, khiến cho hắn ta không thể không quay người lại, kết quả nhìn thấy gương mặt lười biếng của Hạ Thiên. Hạ Thiên khó chịu nói, xưa nay ta không dở trò gian, ta nói ta muốn đánh ngươi thì sẽ đánh ngươi, nói muốn xử lý ngươi thì nhất định sẽ xử lý ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Con ngươi Tiêu Thiên Địch co rụt lại, liếc nhìn vòng nước cách đó không xa, bên trong đã rỗng tuếch, lôi nộ thủy lao của ta gần như là tiên thuật. Dựa vào tu vi còn chưa đến nguyên anh kỳ của hắn, hắn không thể ra được mới đúng chứ. Đó là do ngươi tự nghĩ mà thôi, Y Tiểu Âm thản nhiên nói, khó trách ngươi lại cảm thấy bản thân mình vô địch thiên hạ, thì ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Thiên mỉm cười, vợ y, hắn ta vốn chỉ là một tên ngớ ngẩn đầu óc có vấn đề mà thôi. Ngươi muốn mượn cơ hội chọc giận ta, Tiêu Thiên Địch cố che giấu hỏa khí trong lòng mình, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, chỉ sợ các ngươi đã tính lầm. Lần này ta quyết định không nhường các ngươi nữa. Các ngươi hãy cùng nhau đi chết đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cảm giác có chút nhàm chán. Được rồi, chút trò xiếc này của ngươi ta nhìn đến phát chán. Nếu ngươi không có chiêu thức gì mới, ngươi hãy ngoan ngoãn đi chết đi. Cuồng vọng, Tiêu Thiên Địch tức giận, đưa tay ngưng tụ mấy trăm thủy tiễn, từ bốn phương tám hướng lao nhanh đến, một lần nữa bao vây Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng. Mất kiên nhẫn, pháp thuật dở ẹc này của ngươi vô dụng đối với ta, ngươi cũng đừng dùng nữa, chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Trên thực tế cũng đúng như vậy, thủy tiễn hoàn toàn không đến gần được Hạ Thiên, vừa mới đến gần 100 mét thì trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước thấm vào mặt đất. Nói mà không biết xấu hổ, tâm trạng của Tiêu Thiên Địch hiển nhiên đã sụp đổ, nhưng sợ mất mặt, đành phải dáng chống đỡ, nhanh chóng kết một thủ ấn, lôi cước thủy long quyển. Rất nhiều nước từ con sông gần đó lao đến, chảy vào trong phạm vi khống chế của Tiêu Thiên Địch, không bao lâu sau đã ngưng thành một con thủy long lôi điện to lớn. Xem ra pháp thuật của ngươi chủ yếu dựa vào nước, Hạ Thiên bật cười, nếu không có nước cho ngươi dùng, ngươi còn có bản lĩnh gì nữa không? Hạ Thiên, ngươi đúng là cuồng vọng không có giới hạn. Tiêu Thiên Địch nghe xong, không khỏi cuồng tiếu, thành phố Giang Hải có hàng ngàn hàng vạn hồ nước, huống chi còn có mấy con sông lớn. Ta tu chính là công pháp thủy hệ, ngươi có thể ngăn cản được ta dùng nước sao? Có gì khó đâu, Hạ Thiên khinh thường nói. Ngươi phá được lôi cước thủy long quyển của ta rồi nói sau. Tiêu Thiên Địch cũng lười nói thêm câu nào, đẩy con thủy long lôi điện về phía Hạ Thiên. Vẻ mặt Hạ Thiên vẫn lãnh đạm, vậy thì phá thôi. Hắn nói rất nhẹ nhõm, phản ứng cũng rất đơn giản, chỉ sử dụng ngân châm tùy ý đâm một chút vào con thủy long lôi cước đang đánh tới. Hạ Thiên,
ngươi quá ỷ lại vào nghịch thiên bát châm rồi. Tiêu Thiên Địch vô cùng thất vọng, lắc đầu nói, đó chẳng qua chỉ là y thuật mà thôi. Cho dù nó thần kỳ đến cỡ nào, nó cũng khó đối phó được công pháp tu tiên của ta, a. Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh tản ra từ ngân châm của Hạ Thiên, trong nháy mắt đông kết thủy long. Răng rắc, một tiếng vang giòn, con thủy long vỡ thành vô số băng hoa, tiêu tán giữa không trung. Tại sao ngươi lại làm được? Tiêu Thiên Địch mở to mắt nhìn Hạ Thiên, nghịch thiên bát châm không thể có công năng này được. Có hay không, liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên cũng lười giải thích, thật ra, lúc trước hắn có được băng long ngân trùng từ quán chủ An Tâm Quán, cộng thêm băng hỏa linh thể của hắn, từ đó mới sinh ra được hàn khí cường đại như vậy. Ta xem ngươi có thể phá được mấy con thủy long của ta. Tiêu Thiên Địch hiển nhiên không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chịu càng nhiều thủy long từ hồ nước, con sông gần đó. Chuyện gì xảy ra thế? Tiêu Thiên Địch mờ mịt, hắn ta bóp ấn bấm quyết cả nửa ngày, kết quả lòng bàn tay không hề ngưng ra chút hơi nước nào. Đừng uổng phí tâm cơ nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, ta đã nói từ sớm, ngươi không còn nước để dùng đâu. Cái này, Tiêu Thiên Địch phóng nhãn kiểm tra, phát hiện hồ nước con sông gần đó đều kết băng, thậm chí một số con thuyền trôi trên mặt hồ cũng bị đông theo. Người trên thuyền choáng váng, mùa hè còn chưa qua mà, tại sao hồ nước lại kết băng? Cho dù thời điểm lạnh nhất vào mùa đông, hồ nước nơi này cũng rất ít khi kết băng. Ta không tin ngươi có thể đông cứng toàn bộ hồ nước, con sông của thành phố Giang Hải. Tiêu Thiên Địch lóe lên, trong nháy mắt đã chạy hơn mấy trăm mét, hiển nhiên là đi tìm nước. Ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn giống ngươi sao? Hạ Thiên chặn đường, thuận tay đâm cho hắn ta một châm, trực tiếp cố định cả người hắn ta ngay tại chỗ. Tiêu Thiên Địch trúng một châm, toàn bộ cơ thể không thể động đậy. Hắn ta không khỏi giận dữ, quát mắng Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi không cảm thấy thắng như vậy chẳng vẻ vang gì sao? Cái gì mà vẻ vang hay không? Ta đã cho ngươi hai cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không sử dụng. Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, bây giờ còn muốn mượn cơ hội chạy trốn, ngươi cho rằng ta không nhìn thấu được chút tâm tư này của ngươi sao? Tiêu Thiên Địch phản bác, Hạ Thiên, ngươi là một tên hèn nhát, không dám chính diện cứng rắn với ta, chỉ biết dùng mánh khóe. Nếu ngươi có bản lĩnh, đừng sử dụng nghịch thiên bát châm, trực tiếp đối quyền với ta đi. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên lười nghe hắn ta nói nhảm, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta biết rõ ràng sư phụ của ngươi là ai, ở đâu, ta có thể cân nhắc chọn cho ngươi kiểu chết thoải mái một chút. Ngươi cho rằng Tiêu Thiên Địch ta là ai? Tiêu Thiên Địch không chút do dự từ chối điều kiện của Hạ Thiên, hắn ta mắng to, còn nữa, ta còn chưa thua mà. Ngươi tưởng mình nắm chắc phần thắng hay sao? Tiêu Thiên Địch ta ngoại trừ công pháp thủy hệ, còn có thánh rũ chi thể. Cho dù bây giờ ngươi giết chết ta, chưa đến 10 ngày, ta vẫn có thể phục sinh. Ta đã nhìn ra, Hạ Thiên tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ngươi có thánh rũ chi thể, cho nên ngươi mới ngu ngốc như thế, cứ tưởng rằng chút thực lực đó có thể đánh đồng với ta. Ha ha, chờ ta phục sinh lần nữa, ta có thể hoàn toàn miễn dịch với chiêu thức ngươi đã dùng để đối phó với ta. Tiêu Thiên Địch cười rộ lên, ngươi cho rằng ngươi thắng, thật ra người thu lợi nhiều nhất là ta. Chờ lần sau đối chiến, ngươi cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin ta tha thứ mà thôi. Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, lừa người đến ngay cả mình cũng không buông tha. Hạ Thiên nhìn Tiêu Thiên Địch, lập tức lắc đầu, thánh rũ chi thể xác thực có công hiệu như ngươi đã nói. Nhưng tên ngớ ngẩn ngươi lại làm không được, bởi vì thánh rũ chi thể không phải trời sinh, mà chỉ có trạng thái sơ cấp. Phục sinh tốc độ cao thì không thành vấn đề, tất cả những cái còn lại chỉ đều là đánh rắm. Tiêu Thiên Địch bị Hạ Thiên bóc trần nội tình, sắc mặt thay đổi, đành phải chống đỡ, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi giết không được ta đâu, cần chi phải lãng phí thời gian. Hạ Thiên cười nói, ai nói ta không giết được ngươi. Hạ Thiên, ngươi đừng có khoác lác, nụ cười trên gương mặt Tiêu Thiên Địch ngưng lại, bất diệt chi thể là một trong 12 tiên thể của tu tiên giả. Nghe nói ngươi cũng là một loại trong đó, ngươi nên biết rõ ràng sự lợi hại của tiên thể như thế nào. Bất luận ngươi dùng phương thức nào để giết ta, 10 ngày sau, ta đều có thể phục sinh, cho nên ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Y Tiểu Âm nhạy bén phát hiện được trong lời nói của Tiêu Thiên Địch có chút không đúng. Trước đó, hắn ta nói trong vòng 10 ngày, bây giờ lại nói đúng 10 ngày sau. Nhìn thì không thấy khác nhau bao nhiêu, nhưng vừa lúc nói rõ hắn ta đang sợ.
Tiêu tiên sinh, trước kia ngươi không phải như vậy, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Tiêu Thiên Địch mỉm cười, làm ra vẻ thoải mái, đó là vì ta đang thăm dò các ngươi, xem các ngươi có đáng cho ta tin tưởng hay không. Bây giờ ta đã thăm dò ra, Hạ Thiên, mặc dù cảnh giới của ngươi sụt giảm, nhưng thực lực vẫn cường đại như cũ, đáng để hợp tác. Đây chính là di ngôn của ngươi à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tiêu Thiên Địch nheo mắt, lạnh giọng nói, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải đẩy mọi việc vào đường cùng sao? Ngươi coi mình là thần, không gì làm không được, ta không ngại nói cho ngươi biết, cho dù thánh giữ chi thể của ta không phải trời sinh, trạng thái không được trọn vẹn, nhưng còn cao cấp hơn băng hỏa linh thể của ngươi rất nhiều. Ngươi giết ta chính là chuốc họa cho ngươi, chờ ta phục sinh, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi chết chắc rồi, ngươi không có khả năng phục sinh đâu. Hạ Thiên không nói thêm câu nào, ngân châm giữ ngón tay thẳng tắp đâm vào huyệt thái dương của Hạ Thiên, thánh giữ chi thể của ngươi cũng không phải không có biện pháp phá giải. Ngươi làm bộ trước mặt ta để làm gì? Tiêu Thiên Địch cũng chẳng có suy nghĩ cầu hòa, hung hăng nói, được, ta muốn xem ngươi phá giải như thế nào. Dù sao, 10 ngày sau ta sẽ đến lấy mạng chó của ngươi. Đến lúc đó, những chiêu thức này của ngươi vô hiệu đối với ta. Để ta xem ngươi chết hay là ta chết. Ngươi không có cơ hội đâu. Hạ Thiên mỉm cười, hàn khí âm u do gân trùng băng long mang đến, thuận theo ngân châm giữa ngón tay trực tiếp đâm vào cơ thể Tiêu Thiên Địch. Tiêu Thiên Địch cảm thấy không ổn, sợ hãi hỏi, ngươi đã làm gì ta? Không có gì, ta chỉ phế bỏ gân mạch toàn thân của ngươi, thuận tiện đông lạnh ngươi lại. Hạ Thiên đáp, ngươi không phải muốn trường sinh bất lão sao? Ngươi không phải thích chơi nước sao? Để ta dốc sức thỏa mãn ngươi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Tiêu Thiên Địch lập tức hiểu ra ý đồ của Hạ Thiên, có chút luống cuống, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sư phụ ta là ai sao? Không muốn biết hạt giống huyết diệu lợi hại như thế nào à? Chẳng lẽ không muốn, à? Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân Tiêu Thiên Địch, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục cốt tủy tất cả dần dần bị đóng băng. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, cả người hắn ta biến thành băng điêu. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành đâu. Tiêu Thiên Địch cố nén đau đớn gào lên, nhưng âm thanh càng lúc càng yếu, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, hàn khí nhập não. Hạ Thiên thu châm và gân trùng băng long, hờ hững nói, ngươi thành thật đi chết đi, sau đó biến thành băng điêu. Đây chính là kết cục tốt nhất của ngươi. Nếu ngươi không cam tâm, muốn thôi động thánh giữ chi thể để thoát khỏi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa. Ngươi tái sinh có nhanh bao nhiêu, hàn khí kia sẽ nhanh hơn ngươi gấp đôi. Đến lúc đó, ngươi chỉ thể nghiệm thống khổ càng lớn hơn mà thôi, hơn nữa vẫn phải chết. Lúc này, Tiêu Thiên Địch đã biến thành băng điêu. Mặc dù hắn ta vẫn còn sót lại chút ý thức nhưng không còn làm được bất kỳ điều gì nữa rồi. Vợ Y, ngươi ở đây chờ ta một lát. Hạ Thiên dặn dò Y Tiểu Âm một câu, sau đó mang theo băng điêu Tiêu Thiên Địch biến mất. Hơn nửa canh giờ sau, Hạ Thiên xuất hiện một lần nữa. Hồ nước kết băng gần đó cũng khôi phục lại bình thường. Ngươi mang người đi đâu vậy? Y Tiểu Âm lên tiếng hỏi. Hạ Thiên cười nói, hắn ta không phải thích chơi nước sao? Ta thả hắn ta xuống dưới đáy một cái mương lớn rồi. Hắn ta không phục sinh lại chứ? Y Tiểu Âm thuận miệng hỏi. Không đâu, Hạ Thiên bình tĩnh lắc đầu, hắn ta không có bản lãnh đó. Cho dù gặp được chuyện gì ngoài ý muốn, may mắn sống lại, cũng chỉ biến thành đồ ăn cho quái ngư dưới đáy biển, đời này không thoát khỏi đáy biển được đâu. Nếu Hạ Thiên đã nói như vậy, Y Tiểu Âm tất nhiên không có gì để nói. Y Tiểu Âm chợt nhớ đến điều gì, vội hỏi, nhưng những vấn đề ngươi nhắc đến trước kia, ngươi thật sự không muốn biết đáp án sao? Vấn đề gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, lắc đầu, không có gì. Giải quyết xong chuyện trước mắt, Hạ Thiên quyết định đi theo Y Tiểu Âm đến tập đoàn thần y, đương nhiên không quên gọi điện thoại cho Triệu Thanh Thanh. Trong điện thoại, Hạ Thiên chỉ nói một câu sự việc đã được giải quyết xong, về sau là nói nhăng nói cuội, trêu chọc nữ nổ đệ. Triệu Thanh Thanh bất đắc dĩ đành phải gọi cho Y Tiểu Âm hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Sự việc chính là như vậy, Y Tiểu Âm thuật lại chuyện ở Giang Hải một lần cho Triệu Thanh Thanh nghe. Vậy thì được, Triệu Thanh Thanh cũng thả lỏng trong lòng, đồng thời thông báo tình huống của nàng ở bên kia một chút, toàn bộ hạt giống rượu huyết đã được tiêu hủy, công thức gì cũng bị đốt luôn. Những người có liên quan đều được tiêm thuốc lãng quên do sư phụ điều chế, trên cơ bản sẽ không nhớ đến chuyện liên quan đến hạt giống.
Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, ta biết rồi. Vợ y y, Thanh Thanh nhà đầu đã nói gì với ngươi? Hạ Thiên gối đầu lên hai chân Lam Y Nhân, vừa ăn hoa quả vừa hỏi. Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, nàng ấy hỏi ngươi có về kinh thành không? Bên kia chẳng có gì vui để chơi, không đi đâu. Hạ Thiên lắc đầu. Triệu Thanh Thanh nghe Hạ Thiên nói, cũng không nói thêm câu nào, chỉ trả lời, vậy cũng được. Khoan đã, Thanh Thanh nhà đầu, ta cần ngươi đi thăm dò một vấn đề. Hạ Thiên chợt nhớ đến một việc, thuận miệng dặn dò, gần đây bé ngoan không thấy có động tĩnh, tin tức quan trọng như vậy, nàng hẳn phát hiện được mới đúng chứ, nhưng nàng lại không hề có chút phản ứng, thật kỳ lạ. Ngươi cho người của Thiên Đạo Tổ đi điều tra thêm tin tức của nàng đi. Ta biết rồi. Triệu Thanh Thanh đáp. Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh không có chung một chủ đề, cũng không phải là người thích nói chuyện, vì thế đã rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Chồng, chẳng lẽ chàng cảm thấy bé ngoan xảy ra chuyện? Lam Y Nhân nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta chẳng qua chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng là đồ đệ của vợ Tiểu Yêu Tinh, hacker đứng thứ hai thế giới. Trước kia, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể dự báo trước cho ta. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây nàng không hề có phản ứng. Bằng không, đảo chủ Tàng Long đảo còn cần ta tìm sao? Hiểu biết của chúng ta về bé ngoan có hạn, Y Tiểu Âm lắc đầu, cũng không xem trọng cái gọi là điều tra, hơn nữa, nàng là hacker, lưu lại dấu vết trên mạng nhất định ít càng thêm ít, rất khó tra ra được cái gì. Thì điều tra thêm chứ sao? Hạ Thiên cũng chỉ nhất thời hứng khởi, thản nhiên nói, dù sao đối phương cũng là đồ đệ của vợ Tiểu Yêu Tinh. Vẫn phải quan tâm một chút. Nếu Hạ Thiên khăng khăng muốn điều tra, Y Tiểu Âm đương nhiên sẽ không phản đối. Tuy nói bé ngoan thần bí vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ, nhưng nếu có thể biết rõ thân phận của nàng, quả thật bọn họ cũng có thể yên tâm một chút. Nếu nàng ấy gặp phải phiền phức gì, bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Đúng rồi, còn hai ngày nữa là đến rằm. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, hỏi dò, người đã chuẩn bị kỹ càng đến Tiểu Tiên giới chưa? Hạ Thiên hờ hững đáp, có cái gì mà chuẩn bị chứ? Đến giờ thì đi thôi. Y Tiểu Âm nói, có cần ta đi chung với ngươi không? Không cần, ta đi một mình là được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chờ ta cứu được A Cửu xong, ta sẽ bình định luôn nơi đó, tiếp theo sẽ dẫn mọi người đến đó tham quan. Cũng được, Y Tiểu Âm sớm biết Dạ Ngọc Mị đã mang A Cửu đến Tiểu Tiên giới, cho nên nàng cũng không lo lắng an nguy của Hạ Thiên, quyết định mặc cho hắn náo loạn. Hạ Thiên tất nhiên không nghĩ xa đến như vậy, cũng lười suy nghĩ chuyện gì, rất nhanh quên sạch mọi thứ, làm chuyện thích làm với Lam Y Nhân. Tiên Vân Đại Lục, chỗ sâu vạn quỷ quật. Ha ha ha, không đánh nhau thì không quen biết. Hai vị Liễu tiên tử, mời mời mời. Độc Giác Quỷ Vương cung kính cúi đầu khom lưng với Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn, cực kỳ giống những tên chó săn trên trái đất. Liễu Mộng cũng không để ý đến Quỷ Vương đang ngồi trên bảo tọa. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chung quanh, bất mãn nói, nơi này của ngươi tối như mực, chẳng đẹp mắt chút nào, để ta giúp ngươi đâm thủng một vài chỗ cho sáng sủa, như thế nào? Độc Giác Quỷ Vương sừng sốt, tiếp theo cười khổ, đa tạ Liễu tiên tử quan tâm, chỉ là chúng ta là quỷ tộc, thích bóng tối. Nếu ánh sáng quá nhiều, chúng ta sẽ bị hồn phi phách tán. Đừng gọi ta là Liễu đại tiên tử, hãy gọi ta là Mộng Mộng đại tiên nữ. Liễu Mộng vung tay gõ vào đầu Độc Giác Quỷ Vương, nếu ngươi còn tiếp tục phạm sai lầm, ngươi có tin ta đánh ngươi thêm một chập nữa không? Độc Giác Quỷ Vương sợ hãi, liên tục khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng, Liễu đại, Mộng Mộng đại tiên nữ điện hạ. Liễu Mộng khẽ hừ một tiếng, tạm thời buông tha cho Độc Giác Quỷ Vương. 2. Liễu Vân Mạn ngồi bên cạnh, bất lực thở dài. Bên cạnh nàng, bốn tiểu quỷ canh cổng xếp thành một hàng cũng thở dài. Nửa tiếng trước, Độc Giác Quỷ Vương còn ngồi trên vương tọa, được quỷ nữ xinh đẹp xoa bóp. Kết quả, ông ta cảm nhận được bốn tiểu quỷ canh cổng bị người ta khống chế, lập tức mang theo uy phong cuồn cuộn xông ra ngoài. Quả nhiên, Độc Giác Quỷ Vương nhìn thấy biên giới vạn quỷ quật có hai nữ nhân khống chế tiểu quỷ canh cổng. Ông ta lập tức gầm lên giận dữ, cầm xiên thép trong tay, bắt đầu trừng phạt hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng. Độc Giác Quỷ Vương vạn lần không nghĩ đến. Một đại tiên tử xinh đẹp đến mức không tưởng tượng nổi lại quá kinh khủng, chẳng những một tay ngăn cản quỷ nộ lôi xiên của ông ta mà còn bắt ông ta hành hung một trận. Đau quá, đến bây giờ trong lòng Độc Giác Quỷ Vương vẫn còn sợ hãi. Hai nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì,
có phải đến cướp vị trí quỷ vương của ông ta hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.